Hôm nay sẽ giảng bài kinh số 5 trong Trung Bộ Kinh. Đó là bài kinh có chủ đề là kinh không uế nhiễm. Thì đây là bài kinh mà trưởng lão Xá Lợi Phất, tôn giả Xá Lợi Phất đã giảng dạy giáo giới, sách tấn nhắc nhở cho các cái vị tân tỳ kheo, cho những vị tỳ kheo mới tu tập. Và trong bài kinh cũng có những cái sự trao đổi vấn đáp giữa Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên, hai vị thượng thủ trong giáo pháp của Đức Phật. Ngoài Đức Phật thuyết giảng những cái bài kinh ra thì trong đó cũng có rất là nhiều những cái bài kinh do các cái bậc thanh văn, tức là bậc thượng thủ thanh văn, đại thanh văn, cũng giảng những cái bài pháp. Thì ở đây trong đó là có bài kinh này là bài kinh không uế nhiễm. Thì nói lên cái từ uế nhiễm ấy, thì đây muốn nói rằng là đấy là một cái sự cấu uế, mà cái cấu uế mà mình có thể dễ nhận biết nhất là nó là những cái cấu uế thuộc về vật chất. Tức là nếu như mà một cái người mà mình mặc một cái áo mà nó có những cái vết nhơ bẩn thì mình sẽ thấy đó là cái sự cấu uế. Hay là tất cả những cái vật chất khác nó có cấu uế thì mình sẽ rất là dễ nhận ra. Nhưng mà đối với cái người tu tập trong giáo pháp của Đức Phật, hướng về cái đời sống nội tâm, thì cái vị đó cần phải đoạn trừ được những cái cấu uế ở trong tâm. Thì vậy cho nên là trong cái bài kinh này, trưởng lão Xá Lợi Phất đã dùng cái hình ảnh cấu uế đó để chỉ cho những cái tâm bất thiện, những cái tâm ô nhiễm, những cái phiền não ở trong tâm, và nó làm cản trở cái con đường tu tập. Và nếu như mà một cái người tu tập đoạn trừ được những cái cấu uế này thì sẽ đi đến cái sự giác ngộ, đi đến giải và thành tựu được những cái pháp thượng nhân, chí kiến thù thắng. Nên là cái bài kinh này là cái bài kinh không uế nhiễm, tức là cần phải thực hành như thế nào, cần phải tu tập như thế nào để loại bỏ được hết những cái uế nhiễm ở trong tâm, để cho cái tâm trở thành hoàn toàn thanh tịnh, không còn cái sự uế nhiễm nữa. Thì cái nội dung của bài kinh như thế này. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi Xá Vệ tại Chetavana Kỳ Đà Nâm, vườn ông Anathabindika cấp cô độc. Ở tại đây, tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất gọi các tỳ kheo: chư hiền tỳ kheo, thưa hiền giả. Các tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: này chư hiền, ở đời có bốn hạng người. Thế nào là bốn? Chư hiền, ở đây có hạng người có cấu uế nhưng không như thật tuệ chi, nội thân ta có cấu uế. Lại nữa chư hiền, ở đây có hạng người có cấu uế và như thật tuệ chi, nội thân ta có cấu uế. Lại nữa chư hiền, ở đây có hạng người không có cấu uế nhưng không như thật tuệ chi, nội thân ta không có cấu uế. Lại nữa chư hiền, ở đây có hạng người không có cấu uế và như nhận thật tuệ chi, nội thân ta không có cấu uế. Chư hiền, ở đây hạng người có cấu uế nhưng không như thật tuệ chi, nội thân ta không có cấu uế. Trong hai hạng người có cấu uế, hạng người này vì vậy được gọi là hạ niệt. Chư hiền, ở đây hạng người có cấu uế và như thật tuệ chi, nội thân ta có cấu uế. Trong hai hạng người có cấu uế, hạng người này vì vậy được gọi là hạng người ưu thắng. Chư hiền, ở đây có hạng người không có cấu uế nhưng không như thật tuệ chi, nội thân ta không có cấu uế. Trong hai hạng người không có cấu uế, hạng người này vì vậy được gọi là hạ niệt. Chư hiền, ở đây hạng người không có cấu uế và như thật tuệ chi, nội thân ta không có cấu uế. Trong hai hạng người có cấu uế, hạng người này vì vậy được gọi là ưu thắng. Thì trước tiên thì tôn giả Xá Lợi Phất nói về bốn hạng người trên đời. Thì hạng người thứ nhất là có cấu uế nhưng không biết mình có cấu uế. Hạng người thứ hai có cấu uế nhưng biết mình có cấu uế. Hạng người không có cấu uế nhưng không biết mình không có cấu uế. Và hạng người không có cấu uế thì như thật tuệ chi, biết rằng mình có cấu uế. Thì cái hạng người mà không biết mình có cấu uế hay là không có cấu uế thì cái người đấy cũng giống như người mù. Ví dụ như là bây giờ có một cái người, người ta mù mắt,
người ta sẽ mặc những cái y phục ở trên người. Thì cái y phục đấy nó dơ bẩn thì người ta cũng không biết rằng cái y phục này nó dơ bẩn. Hay là cái khi mà người ta được mặc những cái y phục sạch sẽ thì người ta cũng không biết là mình đang mặc cái y phục sạch sẽ. Thì cái đấy là một cái hạng người, đó được gọi là người mù. Thì còn một cái người sáng mắt thì khi mà mặc cái y phục mà có cấu uế, có cái vết nhơ, người ta biết mình có cấu uế. Cái y phục mà sạch sẽ, người ta biết là mình đang được mặc cái y phục sạch. Thì hai cái hạng người này nó khác nhau. Đây là người có trí tuệ và một cái người bị vô minh nó che nấp. Ví dụ có những cái hàng chúng sinh ngu si, người ta sinh ra ở trong cái sự ngu si, rồi người ta sống với cái ngu si và người ta chết với sự ngu si. Sinh ra với cái vô minh như vậy, người ta sống với vô minh và chết với vô minh, người ta không thoát được khỏi cái vô minh đấy. Thì đấy cũng là cái hạng người, ví dụ như là những cái hạng súc sinh. Nó sinh ra ở trên đời, nó sinh ra trong cái cấu uế, ăn cái đồ cấu uế, sống với cấu uế, chết với cấu uế. Hạng chúng sinh đấy thì rất là thấp kém và hạ liệt. Nó không biết phân biệt thế nào là sạch, thế nào là ô uế nhơ bẩn. Nó cứ sống như vậy suốt cả một cuộc đời. Đấy là những hạng chúng sinh thấp kém, hạ liệt như vậy. Nhưng mà có những cái con người sinh ra ở trên đời, người ta cũng sinh ra làm người ấy. Nhưng mà có khi có rất là nhiều những cái hạng chúng sinh do người ta không được thân cận với những cái bậc thiện tri thức, không thân cận với những cái bậc chân nhân, không thân cận những bậc thánh, thì người ta có tội lỗi, người ta cũng không biết mình có tội lỗi. Người ta có những cái phiền não, người ta không biết đó là phiền não. Người ta không biết những cái tội lỗi, cái phiền não đấy nó sẽ để lại những cái sự nguy hại, những cái sự nguy hiểm, những cái bất thiện đấy nó sẽ cho cái quả báo khổ đau ở trong đời sau. Thì họ cũng chẳng khác gì những cái người mù cả. Vậy cho nên là có rất là nhiều người ở trên đời này, người ta có những cái điều xấu xa, có những cái nội tâm bất thiện, có những cái hành động bất thiện, có lời nói bất thiện, nhưng người ta không cho đó là bất thiện, người ta cho đó là bình thường. Thì cái người đấy cũng được giống như là cái người là có cấu uế mà mình không hề biết là mình có cấu uế. Vì vậy nên là người ta sẽ sống với cấu uế đấy và người ta chết với cái cấu uế đấy và người ta sinh lại ở những cái cõi ấy, có cấu uế ở trong tương lai, uế nhiễm ở trong tương lai. Thì người ta cứ chìm đắm như thế, chìm đắm ở trong cái sự ô nhiễm, chìm đắm ở trong biển khổ, chìm đắm ở trong sinh tử luân hồi. Đấy là cái hạng người như vậy. Còn có những cái hạng người thì người ta sinh ra ở trong cấu uế, nhưng mà khi người ta lớn lên, người ta thức tỉnh ra, người ta nhìn nhận được do là người ta có cái duyên với những cái bậc chân nhân, những bậc thiện tri thức, những cái bậc thánh nhân chỉ dạy cho người ta biết phân biệt được thế nào là thanh tịnh, thế nào là ô nhiễm, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là khổ đau, con đường đi đến khổ đau, nguyên nhân sinh ra khổ đau, thế nào là sự chấm dứt khổ đau. Cho nên là người ta thấy được cái sự nguy hại trong những cái ô nhiễm của cái tâm, ô nhiễm của những lời nói, của những cái hành động, những việc làm ô nhiễm. Vì vậy nên là người ta sẽ gột rửa những cái ô nhiễm đấy. Người ta thấy nó là nguy hiểm, thấy nó là nguy hại, cho nên người ta không chấp nhận nó. Giống như là một cái người khi mà người ta thức tỉnh, người ta nhận biết được là mình đang mặc trên mình có những cái áo nó có những cái ô nhiễm, thì người ta mang ra, người ta giặt giũa tẩy rửa, cho nên là cái áo nó sẽ trở nên sạch sẽ. Vậy khi mà một cái người, người ta biết cái nội tâm của mình là ô nhiễm thì người ta mới có cái ý thức tẩy rửa, gột rửa cái nội tâm ô nhiễm đấy. Vậy cho nên là trong hai hạng người có cấu uế thì cái người biết đây là cấu uế thì cái người đấy là ưu thắng, thù thắng, tối thắng. Bởi vì người ta biết nó là nguy hiểm thì người ta sẽ đuổi, người ta sẽ tẩy trừ nó đi. Cũng giống như là bây giờ có một cái đứa trẻ, có một con rắn nó đi vào trong nhà, nhưng nó không biết con rắn này là độc, cho nên nó có thể lại bắt con rắn đó, nó có thể cầm nắm vào cái con rắn đó, có thể là con rắn đó sẽ cắn nó chết. Nhưng mà một cái người có trí thức, có trí tuệ, được những người khác nhắc nhở, nói rằng nó là con rắn độc, cần phải tránh xa nó, cần phải xua đuổi nó đi, đừng có đụng vào nó sẽ cắn chết.
Như vậy thì cái người mà nhận thức ra được cái sự độc hại của cái tâm mà uế nhiễm thì người ta sẽ xua đuổi nó đi. Người ta biết tham sân si là rắn độc. Rắn độc có tham, rắn độc sân, rắn độc về si. Thì những cái tham sân si đấy được gọi là những cái uế nhiễm. Nó là những cái uế mà nó nhiễm do những cái hành động, những lời nói, do những cái cảnh trần ở bên ngoài, nó làm cho mình cứ bị nhiễm ô hàng ngày dần dần này. Ví dụ như là có những cái người thì người ta mà lúc mới sinh ra thì người ta chưa có cái uế nhiễm nhiều, nhưng mà trong cái đời sống hàng ngày do cái sự tiếp xúc đối với những cái ngoại cảnh, ví dụ như là có những người người ta sống ở trong một cái môi trường có nhiều những cái tà kiến, nhiều những cái tư tưởng bất thiện, có nhiều những cái ác pháp, người ta được tiếp thu, được tiếp nhận, được thân cận với những cái người có tà kiến, có cái ô nhiễm đấy, dần dần người ta bị nhiễm theo. Như những cái người mà hay thân cận những cái người bất thiện, như là làm những cái nghề nghiệp bất thiện, như là những gần những người ăn trộm ăn cướp, thì lớn lên học theo cái tánh ăn trộm ăn cướp ấy. Mà có những cái người mà thân cận gần những cái bậc chân nhân biết tu tập thì lớn lên người ta cũng biết tu tập. Cho nên là những cái pháp ô thường, những cái pháp bất thiện nó thường thường là do mình bị nhiễm ô bởi những cái hoàn cảnh, bởi những cái ngoại cảnh ở bên ngoài. Cho nên là những cái phiền não đấy được gọi là nội tâm uế, uế mà nó được tiệm nhiễm từ những cái cảnh trần mà vào. Vậy thì cái người nào mà biết nó là những cái ô nhiễm rồi thì sẽ có cái ý thức tẩy trừ và đoạn diệt nó. Thì cái người đấy sau này sẽ chết với cái tâm thanh tịnh, chứ không chết với cái tâm ô nhiễm. Mà chết với cái tâm ô nhiễm thì sẽ sinh về những cái đọa xứ, chịu những cái khổ đau, những cái bất hạnh ở trong tương lai. Còn nếu mà cái người nào mà chết với tâm thanh tịnh, sinh về những cái cõi an lành, hoặc là cái vị đó có thể đoạn trừ được những cái cấu uế đó, có thể đi đến niết bàn và chấm dứt cái khổ đau sinh tử này cũng được. Thì vậy nên là một cái người có cấu uế thì cái vị đó nhận biết được cấu uế thì đó là người có trí tuệ. Còn cái người mà có cấu uế mà không nhận biết được thì đó được gọi là cái người hạ liệt, thấp kém, ngu xuẩn. Thì còn có một cái hạng người đó là không có cấu uế, nhưng vị ấy cũng không biết là mình không có cấu uế. Còn có hạng người thì không có cấu uế nhưng biết mình không có cấu uế. Thì đây là có những cái người mà người ta sinh ra mà người ta đã rất là thanh tịnh, ví dụ như là có những cái hữu tình người ta tái sinh về từ cõi phạm thiên. Ví dụ như là có những cái người mà người ta mới ở cái kiếp trước người ta sống ở trên cõi phạm thiên rất là nhiều đại kiếp trái đất. Sau đó thì do cái tuổi thọ ở phạm thiên nó chấm dứt cái nghiệp về cái tâm thiền nó chấm dứt, bị đó nó sanh xuống cõi nhân gian. Thì cái người đó lúc mới đầu sinh ra người ta rất là thanh tịnh, không có những cái tham dục như những cái người thường. Thì thường thường những cái người mới ở trên phạm thiên sinh xuống thì người ta sống nó rất là tự tại, nhưng người ta không có những cái tham muốn về những cái ngũ dục như những cái người thế gian bình thường. Nhưng mà có rất là nhiều trường hợp trong kinh nói lại là nhiều cái vị sinh từ cõi phạm thiên xuống. Ngay từ lúc mới sinh ra thì những cái đứa trẻ đấy nó rất là khác thường. Ví dụ như là nó luôn luôn có cái sự tránh xa những cái người khác phái. Ngay cả những cái người mẹ sinh ra cũng không bế được nó, phải là những cái người nam giới thì nó mới cho thân cận. Nhưng mà khi mà lớn lên dần dần cái ở cái giai đoạn đầu cuộc đời ấy, thì nó vẫn giữ được cái sự thanh tịnh đấy, nhưng mà đến giai đoạn giữa và cuối cuộc đời nó bắt đầu nó tiệm nhiễm, nó nhiễm ô dần dần. Sau đó nó lại sinh ra những cái tham dục, sinh ra những cái đám nhiễm dần dần như vậy. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp có những cái chúng sinh từ ở cái cõi thiên giới đấy sinh xuống cái cõi nhân gian này rất là thanh tịnh, và sau đó gặp được Phật Pháp, nghe được Phật Pháp có thể chứng ngộ Niết Bàn một cách rất là dễ dàng và nhanh chóng. Thì có những cái người mà có cái sự cái nội tâm không có ô nhiễm, mà cái vị đó có biết là nội tâm không có ô nhiễm, thì đấy cũng là một cái người có trí tuệ. Có thể là do là những cái người đấy có cái nhân từng đã tu tập ở trong nhiều đời quá khứ, cho nên là khi ở cái đời này sinh ra
những cái triền cái của những cái người đó rất là nhẹ, dục tham sân hận hôn trầm thụy miên trạo hối hoài nghi. Thì vị đó thấy những cái tâm của mình nó rất là nhẹ về những cái triền cái, cho nên là nếu như những cái người đấy mà gặp được giáo pháp tu tập, người ta rất là dễ dàng chứng đắc được các cái pháp thiền chỉ quán cách không có khó khăn, không có mệt mỏi. Thì đấy là những cái người mà người ta không có cấu uế, và người ta cũng nhận biết được cái nội tâm mình không có cấu uế, và người ta biết tu tập để cho nó trở nên viên mãn, để cho nó trở nên thanh tịnh hơn và phát triển được cái trí tuệ giác ngộ dễ dàng. Còn có những cái người thì có cái nội tâm có không có cấu uế đấy, nhưng mà lại không biết, cũng không biết rằng như thế này là không có cấu uế. Rồi vị đó cũng cứ tưởng là mọi người khác cũng như mình. Có những cái người sinh ra như thế, sống rất là hiền thiện, rất là sống rất là có cái đạo đức một cách rất là tự nhiên từ nhỏ. Cho nên là nếu như mà cái vị đó chưa từng a chạm, chưa từng tiếp xúc với những cái pháp bất thiện ở trên thế gian, rồi vị đó có khi là vị đó rất là ngây thơ, nghĩ rằng là mọi người khác cũng giống như mình, cũng hiền lành, không có cái ác tâm, không có ác ý, không có làm hại ai. Rồi là có thể là đến một lúc nào đó lớn lên, vị đó phải sống hòa nhập với thế gian, vị đó sẽ gặp những cái người xấu, họ sẽ lừa gạt và họ sẽ dẫn dắt cái người đó đi vào những cái con đường bất thiện lúc nào mà vị đó không biết. Thì vậy nên là cái người không có trí tuệ là thế, dù vị đó sinh ra thì rất là hiền thiện, nhưng mà sau rồi vị đó lại không biết nhận định được cái người xấu, người tốt, cho nên là thân cận với những cái người xấu. Rồi một thời gian sau vị đó sẽ trở nên bị ô nhiễm, bị xấu xa, và cái nội tâm nó lại có cấu uế trở lại. Vậy nên là cái người dù là không có cấu uế, nhưng vị đó mà không biết mình không có cấu uế, thì cái người đó là cái người không có trí tuệ, không biết giữ gìn cái tâm thanh tịnh đấy, không biết phát triển cái trí tuệ đấy, thì đến một lúc nào đó nó cũng sẽ ô nhiễm trở lại. Vậy một người cần phải có cái trí để biết được. Nên là ở trên đời nó có hai hạng người như thế, một cái hạng người trí và cái hạng người ngu. Người ngu là do không thân cận, không thuần thục pháp các bậc thánh, các bậc chân nhân, không tu tập pháp của các cái bậc chân nhân, cho nên là không bao giờ nhận biết được mình, không bao giờ biết được mình là cái người có ô nhiễm hay không có ô nhiễm. Còn cái người mà sở dĩ người ta biết được mình có cái uế nhiễm, có cái mình là cái tâm của mình nó tốt hay nó xấu, là do cái người đó thứ nhất là do có cái sự thân cận với các cái bậc thiện tri thức, được học hỏi những cái pháp thượng nhân, sau đó được tu tập, thì dần dần cái trí tuệ của cái vị đó sẽ lớn lên dần dần. Chứ còn tất cả sinh ở trong cái dòng sinh tử luân hồi này, không có ai là cái người mà mình tự mình nhận định được, tự mình biết được mình có ô nhiễm hay không có ô nhiễm, mà tất cả đều phải là mình có cái sự học hỏi. Khi mà mình được tiếp thu những cái pháp chân chánh thì sau này mình sẽ phát triển được cái trí tuệ chân chánh. Còn những người nào mà tiếp thu những cái pháp ô nhiễm thì cái người đấy sẽ trở thành cái người ô nhiễm mà cũng không hề biết là mình ô nhiễm. Thì vậy nên là người trí thì mới biết được người ngu, còn những người ngu thì không biết được người trí. Người trí thì biết được đây là người trí, đây là người ngu. Còn những người ngu thì cũng không biết được đây là người ngu, đây là người trí. Những người trí thì biết được đây là ô nhiễm và đây là thanh tịnh. Còn những người ngu thì cũng không biết được đây là thanh tịnh, đây là ô nhiễm. Cho nên là trong hai cái hạng người đấy khác nhau hoàn toàn, cùng là sống ở trên thế gian này. Nhưng mà hạng người, hai cái hạng người này hoàn toàn có những cái tâm lý, có những cái suy nghĩ khác nhau. Thì trong nội dung của cái bài kinh không uế nhiễm này thì tôn giả Xá Lợi Phất chỉ dạy những cái điều nó rất là bình thường, tức là nó rất là thực ở trong cái cuộc sống, và đặc biệt là trong cái đời sống của cái người tu tập xuất gia. Thì cái nội dung của cái bài kinh này, đức ngài Xá Lợi Phất thì chỉ ra những cái câu uế nó rất là vi tế, nó rất là tầm thường trong cái sinh hoạt hàng ngày của cái đời sống của cái người tu. Vì sống ở trên đời này thì
cái nội tâm của người ta có những cái phiền não tham sân si thì nó sẽ được bộc lộ ra bằng những cái hành động và những cái lời nói. Ví dụ như là những cái người đời thì người ta có những cái sự có những cái phiền não, có những cái cấu uế, đó là cái sự cạnh tranh đấu đá. Ví dụ như là một cái người ta thiên hướng về quyền lực thì người ta có cái sự bon chen, ganh tị, đấu đá, tranh giành. Và người ta có những cái tâm tham dục, tham nam, bỏn sẻn, ích kỷ. Người ta chỉ muốn mình phải có cái quyền lực nhiều hơn người khác. Và nếu như mà thấy ai có những cái quyền lực nhiều hơn thì bắt đầu sinh ra cái sự ghen tị. Cho nên ở trên đời này người ta hay vì cái lòng tham đấy, nó là những cái câu uế sân, nó là câu uế si, nó là câu uế. Từ cái câu uế đấy cho nên là người ta đánh nhau, người ta tàn sát lẫn nhau, giết hại lẫn nhau, tạo ra vô số những cái ác nghiệp ở trên cuộc đời. Thế có những cái người thì người ta khuynh hướng về cái đời sống vật chất, ví dụ những cái người người ta làm những cái việc buôn bán vì cái lợi ích, vì cái lợi lộc của bản thân mình, cho nên là người ta cũng sinh ra cái sự ghen tị, ghen ghét, đố kỵ, cạnh tranh, đấu đá lẫn nhau. Rồi người ta chỉ muốn mình hơn người khác và rất là khó chịu khi thấy người khác hơn mình. Trong gia đình cũng vậy, một cái người sống ở trong một cái gia đình cũng vậy. Người ta cũng có thể là sinh ra những cái tâm tham ái, sinh ra những cái ngã mạn, sinh ra những cái sự sân hận, đấu đá hơn thua lẫn nhau. Cho nên là sống ở trong cái môi trường nào nó cũng có những cái bị những cái câu uế này, nó cũng sẽ tạo ra những cái phiền não, những cái khổ đau. Thế đến khi mà một cái người từ bỏ được cái đời sống thế tục, trở thành một cái người xuất gia tu tập rồi, thì cái lúc này ấy, cái câu uế nó sẽ trở nên rất là vi tế. Cứ nghĩ rằng là mình mặc cái áo cà sa, mình cạo cái mái đầu rồi, mình trở thành cái người tu, như thế là thánh thiện lắm rồi. Cái người nào mà chỉ suy nghĩ đơn giản như vậy sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì cái đời trong cái đời sống tu tập nó lại có những cái cấu uế của trong cái đời sống tu tập, nó lại phát sinh ra những cái cấu uế khác, nó lại trở nên rất là vi tế hơn. Ví dụ như là cái người xuất gia này từ bỏ hết những cái cuộc sống của thế tục, là mình không còn đấu tranh, tranh giành, đấu đá, đánh chửi nhau, chém giết lẫn nhau rồi, như một cái người thế tục là không còn nữa, chỉ còn cái đời sống là tu tập, buông xả, tu tập. Lúc đấy thì cái tài sản của mình chỉ còn là hy và bác. Nhưng mà lúc này cái cấu uế nó có thể sinh ra từ những cái rất là nhỏ bé, từ những cái rất là nhỏ nhặt đấy. Ví dụ như là trong cái đời sống tu tập với nhau, nhưng mà người ta lại muốn là mình phải hơn người kia, mình phải hơn người khác. Hoặc là có thể là người ta chỉ sinh ra cái tham ái đối với lại những cái vật dụng đấy. Tham ái đối với lại y phục, tham ái đối với vật thực, tham ái đối với chỗ ở. Rồi là tham ái đối với lại những cái thứ vật dụng hàng ngày, có thể cũng đó cũng sẽ là nguyên nhân khiến cho người ta sinh ra cái sự đọa lạc trong tương lai. Như là có một lần có một cái vị tỳ kheo, vị đấy vừa mới viên tịch qua đời, thì các tỳ kheo khác định chia cái bộ y của cái vị đấy, nhưng mà Đức Phật nói rằng hãy chờ 7 ngày sau này hãy chia. Thì các tỳ kheo mới hỏi tại sao lại phải chờ tới 7 ngày. Thì Đức Phật nói rằng vì cái vị tỳ kheo này chết, đang tái sinh làm con rận, đang sống ở trong cái bộ y đấy. Khi nghe mọi người nói rằng là chia y thì vị đó đang hét lớn là không được chia y của ta, không được chia y của ta. Nếu bây giờ các ngươi chia y thì cái vị đấy sẽ chết với cái lâm sân hận mà phải đọa vào địa ngục. Thì 7 ngày sau con rận đó nó chết mà nó tái sinh về cõi trời đâu suốt do cái công đức tu tập. Thì cái lúc đấy cái quả phước nó mới trổ. Thì lúc đấy bắt đầu mới được chia bộ y, bởi vì là cái vị đó tham ái với cái y. Thì đấy là một cái điều nó rất là nhỏ nhá. Đó là mình có thể buông xả được tất cả những cái dục vọng, những cái danh lợi, những cái thế quyền, những cái tài sản lớn ở thế gian. Nhưng mà khi đi xuất gia rồi, chỉ còn lại những cái y áo, đồ ăn khất thực, dược phẩm trị bệnh, sàng tọa này. Nhưng mà có rất là nhiều người đã đắm nhiễm vào đó. Và đó cũng là cái cấu uế mà vì nó không nhận ra. Nếu như mà một cái người nào thức tỉnh nhận ra được thì đã không bị rơi vào những cái nỗi lầm rất là nhỏ. Nhưng mà những cái nỗi lầm rất nhỏ nó lại có những cái hậu quả rất là lớn. Vậy cho nên là không thể coi thường được. Giống như một cái người tu tập, giống như là một cái người bắt rắn vậy. Nắm được đầu con rắn ấy thì an toàn. Và có người nắm vào đuôi con rắn thì nó cắn cho chết. Thì tu tập nắm được cái đầu của giáo pháp đó là
nắm cái giáo pháp đi đến giải thoát, đi đến dứt khổ đau. Thì một cái người nào mình xác định tu tập rồi, đừng có chú trọng đến những cái tầm thường, đó là y áo đồ ăn, có thực thực phẩm trị bệnh, hay là những cái lợi lộc, nó giống như chỉ là cái đuôi con rắn thôi. Còn cái đạo quả giác ngộ đó mới là đầu con rắn, mình phải nắm được cái đầu ấy thì không bị rắn cắn, còn nếu mà nắm đuôi là bị rắn cắn chết. Cũng vậy, người có những người khi mà đi tu tập nhưng mà mình lại nắm vào đuôi con rắn đó, là nắm vào cái lợi lộc, nắm vào cái danh vọng, nắm vào những cái vật dụng hàng ngày. Thế là chính vì những cái điều rất nhỏ nhặt đó mà bị đọa lạc. Nên là có những cái chúng sinh mà bị đọa lạc suốt từ thời Đức Phật Kassapa cho đến thời hiện tại vẫn còn đọa lạc. Đó là trong kinh sẽ nói lên rất là nhiều những cái tấm gương của những cái người mà có những cái nội tâm cấu uế, dù nó rất là vi tế, rất là nhỏ bé, nhưng mà một cái người không thức tỉnh, không chánh niệm, không biết ra được, nó để lại những cái hậu quả rất là lâu dài cho tương lai. Vậy nên là một cái người tu tập phải rất là thận trọng. Thì đó là trong cái bài kinh này thì Tôn giả Xá Lợi Phất đã nói lên những cái điều nó rất là thiết thực, nó trong cái cuộc sống rất là bình thường này, nhưng mà nó lại là một cái bài học rất là có giá trị, nhất là cho những cái người mình mới bước vào cái con đường tu tập, nhất là những cái người mà chưa đạt được những cái đạo quả, khi mà còn là một phàm nhân, thì những cái cấu uế này nó có thể khởi lên bất cứ lúc nào, âm ỉ và nen nỏi. Thậm chí là có những cái người tu tập đến những cái mức độ rất là cao, ví dụ có những người tu tập hết thiền chỉ sang thiền quán, quán được danh sắc, quán được nhân duyên, quán được cái tam tướng vô thường khổ vô ngã, quán được cả đến pháp sinh diệt rồi, trên danh sắc rồi, lúc đấy cấu uế nó vẫn còn nen nổi vào, đó là những cái phiền não quán, toàn thân vị đó phát sinh ra ánh sáng hào quang, rồi vị đó tưởng mình đã chứng đắc đạo quả và bắt đầu mình tham ái ngã mạn với những cái đấy, đó là gọi là đạo phi đạo, rồi từ đó khiến cho vị đó trở nên suy thoái, bị đoạn lạc. Đấy, huống chi là một cái người mà mình tu tập mình chưa đạt được những cái pháp thượng nhân, mình chưa chế ngự được những phiền não, thì lúc nào những cái tâm bất thiện nó cũng ấp ủ và nó rình rập, nó giống như là mình chưa đuổi được cái con rắn độc ở trong mình ra, thì nó có thể lúc nào đó nó vùng dậy và nó sẽ cắn mình sẽ bị nguy hiểm, mà cho nên là một phút nơ nà thôi mình cũng có thể nó sẽ tiêu tan hết những cái công đức tu tập. Vậy nên cần phải thận trọng trong những cái đời sống sinh hoạt, những cái hành động, lời nói và ý nghĩ hàng ngày. Thế, chỉ cần thất niệm một chút thôi là những cái uế nhiễm này nó sẽ bùng lên, nó giống như là một cái người có những cái ngọn lửa nó âm ỉ, lúc nào nó gặp một cơn gió nó thổi vào là bắt đầu nó bốc cháy đi. Thế thì đấy là những cái tâm bất thiện của mình chưa đoạn trừ được, nó còn đang ngủ ngầm đấy, thì bất cứ lúc nào nó gặp đủ cái nhân duyên nó bốc lên, lúc nào nó sẽ thiêu cháy mình lúc đấy. Đó là những cái uế nhiễm có những cái sự nguy hiểm. Thì nội dung của bài kinh tiếp theo thì lúc này được nói như vậy: Tôn giả Mahamoggana, tức là Tôn giả Đại Mục Kiền Niên, nói với Tôn giả Sariputta như sau: Tôn giả Sariputta, do nhân gì, do duyên gì trong hai hạng người có cấu uế này, một hạng người được gọi là hạ niệt, một hạng người được gọi là ưu thắng? Tôn giả Sariputta, do nhân gì, do duyên gì trong hai hạng người không có cấu uế này, một hạng người được gọi là hạ niệt và một hạng người được gọi là ưu thắng? Ở đây này hiền giả, hạng người có cấu uế nhưng không như thật tuệ chi, nội thân ta có cấu uế. Với người này có thể chờ đợi như sau: người này sẽ không khởi lên ước muốn, sẽ không cố gắng, sẽ không tinh tấn để diệt trừ cấu uế ấy. Người này sẽ từ trần trong khi còn tham, còn sân, còn si, trong khi còn cấu uế, trong khi tâm còn ô nhiễm. Này hiền giả, giống như một cái bát bằng đồng mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về phủ đầy bụi bặm, và người chủ cái bát ấy không dùng đến, không lau chùi và quăng cái bát ấy vào chỗ bụi bặm. Này hiền giả, như vậy cái bát ấy sau một thời gian càng ô nhiễm hơn, càng đầy bụi bặm hơn. Này hiền giả, thật sự là vậy. Này hiền giả,
Như vậy hạng người có câu uế nhưng không như thật tuệ chi nội thân ta có câu uế, với người này có thể chờ đợi như sau: người này sẽ không khởi nên ước muốn, không cố gắng, không tinh tấn để diệt trừ câu uế ấy. Người này sẽ tự trần trong khi còn tham, còn sân, còn si, trong khi còn câu uế, trong khi tâm còn ô nhiễm. Ở đây này hiện giả hạng người có câu uế và như thật tuệ chi nội thân ta có câu uế, với người này có thể chờ đợi như sau: người này sẽ khởi nên ước muốn, sẽ cố gắng tinh tấn để diệt trừ câu uế ấy. Người này sẽ từ trần trong khi tâm không còn tham, còn sân, không còn si, trong khi không còn câu uế, trong khi tâm không còn ô nhiễm. Này hiện giả giống như bằng đồng mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về phủ đầy bụi bặm, người chủ cái bát ấy dùng đến lau chùi, không quăng bỏ cái bát ấy đầy vào chỗ bụi bặm. Này hiện giả, như vậy cái bát ấy sau một thời gian được thanh tịnh hơn, được sạch sẽ hơn. Này hiện giả, thật sự là vậy. Này hiện giả, như vậy hạng người có câu uế và như thật tuệ chi nội thân ta có câu uế, với hạng người này có thể chờ đợi như sau: người này sẽ khởi nên ước muốn, sẽ cố gắng tinh tấn để diệt trừ câu uế ấy. Người này sẽ từ trần trong khi tâm không còn tham, không còn sân, không còn si, trong khi không còn câu uế và trong khi tâm không còn ô nhiễm. Thì đấy là hạng người mà có câu uế, thì tuệ chi mình có câu uế, thì cái người đấy sẽ đoạn trừ cái câu uế đó, sẽ nỗ lực tinh tấn đoạn trừ câu uế. Còn cái người mà có câu uế mà không biết mình có câu uế thì cái người đấy sẽ sống với cái câu uế đấy cho đến cái ngày từ trần, và từ trần với cái câu uế đấy thì nhưng mà từ trần với cái câu uế đấy thì sẽ rất là nguy hại, sẽ rất là nguy hiểm. Còn người mà biết đó là câu uế thì vị đó sẽ nỗ lực để đoạn trừ nó, và vị đó sẽ tránh được những cái nguy hiểm, những cái nguy hại đó. Thì ở đây này hiện giả hạng người không có câu uế nhưng không như thật tuệ chi nội thân ta không có câu uế, với người này có thể chờ đợi như sau: người này sẽ tư niệm tịnh tướng, do tư niệm tịnh tướng tham sẽ ô nhiễm tâm vị này. Người này sẽ từ trần trong khi còn có tham, còn có sân, còn có si, trong khi còn có câu uế, trong khi tâm còn ô nhiễm. Này hiện giả giống như cái bát bằng đồng mang từ chợ hay mang từ nhà thợ rèn về thanh tịnh sạch sẽ, và người chủ cái bát ấy không dùng đến, không lau chùi, quăng cái bát ấy vào chỗ bụi bặm. Này hiện giả, như vậy cái bát ấy sau một thời gian càng ô nhiễm, càng bụi bặm hơn. Này hiện giả, thật sự là như vậy. Này hiện giả, như vậy hạng người không có câu uế nhưng không như thật tuệ chi nội thân ta không có câu uế, với người này có thể chờ đợi như sau: người này sẽ tư niệm tịnh tướng, do tư niệm tịnh tướng tham sẽ làm ô nhiễm tâm của người này. Người này sẽ từ trần trong khi tâm còn tham, còn sân, còn si, trong khi còn câu uế, trong khi tâm còn ô nhiễm. Ở đây hiện giả hạng người không có câu uế và như thật tuệ chi nội thân ta không có câu uế, với người này có thể chờ đợi, người này sẽ không tư niệm tịnh tướng, do không tư niệm tịnh tướng tham sẽ không làm ô nhiễm của người này. Người này sẽ từ trần trong khi không còn tham, không còn sân, không còn si, trong khi không còn câu uế, trong khi tâm không còn ô nhiễm. Này hiện giả giống như một cái bát bằng đồng mang từ chợ hay mang từ nhà thợ rèn về thanh tịnh sạch sẽ, người chủ cái bát ấy dùng đến lau chùi, không quăng bỏ cái bát ấy vào chỗ bụi bặm. Này hiện giả, như vậy cái bát ấy sau một thời gian càng được thanh tịnh hơn, càng được sạch sẽ hơn. Này hiện giả, như vậy hạng người không có câu uế và như thật tuệ chi nội thân ta không có câu uế, với người này có thể chờ đợi như sau: người này sẽ không tư niệm tịnh tướng, do không tư niệm tịnh tướng tham sẽ không làm ô nhiễm tâm người này. Người này sẽ từ trần, không có tham, không có sân, không có si, không có câu uế, tâm không còn ô nhiễm. Này hiện giả, Moganana, do nhân này, do duyên này, một trong hai hạng người có câu uế ấy được gọi là hạ niệt, một người được gọi là ưu thắng. Này hiện giả, Moganana, do nhân này, do duyên này, trong hai hạng người không có câu uế, một hạng người được gọi là hạ niệt, một hạng người được gọi là ưu thắng. Thì trong kinh cứ nói nạp đi nạp lại vòng quanh như vậy. Và rất là nhiều người đọc kinh Ly Ca Gia mà không có để tâm vào trong kinh ấy. Ví dụ như là cái người nào mà đọc kinh mà cảm giác như là mình đang sống ở trong, mình đang trực tiếp nghe pháp từ các cái từ Đức Phật hay là từ các cái bậc thanh văn ấy, các cái bậc thánh đệ tử của Đức Phật ấy, thì lúc đấy nó mới nhập tâm, thì mình mới cảm thấy nó mới thấm thía những cái lời pháp. Còn nếu như mà cái người nào mà nghe pháp mà mình không, mà mình cảm thấy như là một cái người xa lạ, mình không có để tâm, mình không nhập tâm vào, mình cảm thấy rất là khó hiểu,
Bởi vì cái văn, cái cổ ngữ thời ngày xưa đối với lại cái cách hành văn thời bây giờ có rất là nhiều cái cách nó khác nhau. Trong trong kinh thời ngày xưa thì thường hay nói như thế để cho những cái người nghe pháp có thể nhớ được trọn vẹn cái bài pháp đấy. Thì thời ngày xưa là không có sách vở, không có dùng những cái radio để mà thâu lại, không có dùng sách vở để ghi chép lại, cho nên là Đức Phật là thường hay giảng pháp bằng những cái cách là những cái gì mà nó quan trọng thì nói nhấn mạnh bằng cách lặp đi lặp lại nhiều lần. Thì một người nghe xong một cái bài pháp có thể sẽ ghi nhớ được cái bài pháp đấy. Nên là tất cả những cái pháp của Đức Phật được lưu truyền lại bằng cái cách khẩu truyền. Một người Đức Phật hay là nói ra một lần thì cái bài pháp đấy sẽ được ghi nhớ và được lưu truyền lại mãi mãi đến muôn đời về sau. Thì đấy là bốn cái hạng người thì, mà tôn giả Sán Lợi Phất đã giải thích giảng giải rõ ràng. Ta đó là một cái người có câu uế và biết mình có câu uế, người có câu uế không biết mình có câu uế, và cái người không có câu uế thì biết mình không có câu uế, và cái người không có câu uế thì cũng lại không biết mình không có câu uế. Thì trong hai cái hạng người đấy, cái hạng người tự biết được mình có câu uế hay là biết được mình không có câu uế thì cái hạng người đấy mới là thù thắng. Nhưng mà để mà biết được câu uế không phải là dễ. Có thể là cái người đó biết cái câu uế bằng cái cách là cái vị đó thường nghe pháp, thường được học hỏi giáo pháp mà mình biết đó là có câu uế. Nhưng mà cái biết đấy nó chỉ dừng lại ở trên cái văn tuệ thì nó không có đoạn trừ được cái câu uế đấy. Mà cái câu uế nó phải được biết trên cái tu tuệ, cái sự tư duy và tu tập, tu tuệ. Ví dụ như là một cái người thì mình cái vị đó có thể biết rằng cái tâm có tham này, vị biết tâm có tham, tâm có sân, tâm có sân, tâm có si, biết tâm có si. Tham sân si này nó sẽ bộc lộ ra những cái lời nói, những cái hành động, tạo ra những cái ác nghiệp và để lại cái quả báo khổ đau lâu dài. Thì một cái người học pháp mình có thể hiểu được cái pháp đấy, nhưng mà mình chỉ dừng lại ở đấy thôi, không đoạn trừ được nó. Vậy thì một cái người nào mà muốn đoạn trừ được những cái cấu uế, những cái ô nhiễm, những cái tâm bất thiện đó thì cái người đấy cần phải tu tập ở những cái mức độ rất cao. Ví dụ như là một cái người đấy sẽ tu tập ở cái pháp thứ nhất là vị đấy giữ giới. Giữ giới bằng cái cách là thọ trì những cái giới bổn, từ bỏ những cái bất thiện ở nơi thân, ở nơi lời nói. Giữ giới bằng cái cách là thu thúc sáu căn, không để cho nó đắm nhiễm với cái cảnh trần, thì bắt đầu cái cấu uế nó sẽ giảm bớt được một phần. Giữ giới bằng cái cách là luôn quán sát các cái vật dụng, giữ giới bằng cái sự nuôi mạng thanh tịnh, thì những cái pháp đấy nó cũng đã giảm bớt được những cái ô nhiễm, những cái cấu uế ở nơi thân, ở nơi lời nói rồi. Nhưng mà nó vẫn chưa có đoạn trừ được hoàn toàn, những cái cấu uế đấy nó cần phải tu tập cao hơn nữa. Cho nên là vị đó chỉ dừng lại ở cái việc giữ giới thôi thì cấu uế đó chưa được đoạn trừ hoàn toàn. Và vị đó cần phải tiếp tục tu tập, tiếp theo đó là tu tập đến hành thiền chỉ, tức là thực hành các cái pháp thiền định như thiền hơi thở, thực hành những cái pháp thiền tâm từ bi xả quán bất tịnh, thì nó sẽ ức chế được những cái cấu uế đó ở cái mức độ cao hơn. Ví dụ như là khi chứng đắc được các tầng thiền rồi thì vị đó sẽ loại bỏ được năm cái triền cái. Nhưng mà chưa phải là loại bỏ, mà vị đó mới chỉ là đè nén chế ngự được nó. Tham dục nó không có khởi lên, thâm hận, hôn trầm, thụy miên, trạo hối, hoài nghi, những cái đấy nó đã giảm bớt, những cái cấu uế nó đã được suy yếu đi, nhưng mà nó vẫn còn tiềm ẩn ở trong đó. Cho nên là vị đó lại cần phải tiếp tục tu tập đến các cái pháp thiền quán. Vị đó phải phân biệt ra được cái danh sắc chân đế. Khi phân biệt danh sắc chân đế rồi, ví dụ như là vị đó sẽ biết được cái tâm tham nó vận hành, nó sinh khởi nó như thế nào, biết được cái nguyên nhân tại sao nó sinh ra những cái tâm đó, biết được cái sự đoạn trừ nó, biết được cái cách, cái phương pháp, cái cách thức để đoạn trừ nó. Thì nó phân tích ra được cái sân, biết ra được cái sự vận hành, cái nguyên nhân sinh ra cái sân đó, được cái sự đoạn diệt nó và con đường đoạn diệt nó. Cái tâm si hay là tất cả những cái cấu uế khác cũng như thế, thì vì đó cần phải phát triển đến cái pháp gọi là thiền tuệ, cái pháp thiền quán nữa. Rồi sau đó vị đó mới cứ tu tập như vậy, rồi dần dần vị đó mới đoạn trừ được những câu uế, chứ không phải là mình chỉ nghe cái bài pháp xong mình đã đoạn trừ được. Nghe cái bài pháp xong
thì mới chỉ là mình nắm được cái phương pháp, nắm được cái lý thuyết, nắm được cái đạo nộ đó, và mình vẫn còn phải tiếp tục thực hành, cần phải tiếp tục tu tập. Vậy thì trên cái con đường tu tập chỉ quán, đó nó chính là cái con đường để đi sâu vào, hiểu sâu hơn về những cái cấu uế, nhận diện ra được những cấu uế, những cái nguyên nhân sinh ra cấu uế, những cái sự đoạn trừ và cái con đường đi đến đoạn trừ những cấu uế ấy. Rồi tôn giả Xá Lợi Phất giảng dạy những cái điều nó rất là thiết thực hơn nữa trong cái bài kinh. Cấu uế gọi là cấu uế, danh từ gì là đồng nghĩa cái gọi cấu uế? Này hiền giả, các ác bất thiện pháp là cảnh giới của dục, đồng nghĩa với cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra ở đây, một tỳ kheo có thể khởi nên ý muốn như sau: nếu ta có phạm giới tội, mong rằng các tỳ kheo chớ biết về ta rằng ta đã phạm giới. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, các tỳ kheo có thể biết được tỳ kheo ấy đã phạm giới tội. Tỳ kheo này nghĩ rằng các tỳ kheo đã biết về ta phạm giới tội, do đó vị này trở nên phẫn nộ bất mãn, và phẫn nộ bất mãn đó chính là cấu uế. Thì ở đây một cái vị mà có đã tu tập, thì vị đó sẽ, với một cái người mà chân chánh tu tập, thì vị đó sẽ có cái suy nghĩ rằng là mong rằng nếu ta có lỗi gì thì sẽ được các bậc thiện tri thức chỉ lỗi cho ta. Mong rằng có những cái dù là cái người lớn hay người nhỏ chỉ lỗi cho ta. Vậy nên là Đức Phật thường hay nói rằng với một cái bậc hiền thiện chỉ lỗi và khiển trách thì như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy thì tốt hơn không xấu. Nên một cái người mà chân chánh tu tập thì người ta sẽ mong được người khác chỉ lỗi, và khi được người khác chỉ lỗi cho thì cái người đấy cảm như là người ta đang chỉ cho mình một kho báu vàng, và người ta trân trọng quý báu cái điều đó. Nhưng mà có cái hạng người thì lại muốn che giấu lỗi của mình như kẻ gian giấu bài. Đây là một cái hạng người tu tập không có vì cái mục đích hoàn thiện bản thân mình, không vì cái mục đích muốn đến đoạn từ những cái ác bất thiện pháp của mình, thì đó ấp ủ và che giấu những cái lỗi lầm đó. Thì giống như là một cái người mà có bệnh nhưng lại không muốn người khác khám được ra, biết được cái bệnh của mình. Vị đó sẽ ấp ủ cái bệnh đó ở trong người, và vị đó sẽ chết về cái bệnh đó. Như vậy, người mà có những cái thói hư tật xấu nhưng mà lại rất sợ người khác biết mình có thói hư tật xấu, luôn luôn che giấu, lại muốn là người khác biết mình là người tốt, thì đây là một cái người rất là ác dục. Ví dụ một cái người đạo đức thì rất là kém, trí tuệ thì rất là thấp, nhưng lại muốn người khác nghĩ rằng mình là người có giới đức, mình là người có trí tuệ, thì gọi đây gọi là người ngu mà không biết mình ngu. Người đấy gọi là trí ngu. Những người ngu mà biết mình ngu, người đó mới gọi là người trí. Thì cái người mà trên cái con đường tu tập thì muốn mong muốn người khác để chỉ lỗi cho mình, thì cái người đấy mới bộ được. Còn lúc nào cũng muốn người khác không biết về lỗi lầm của mình, người đấy thì suốt ngày lo lắng che giấu những cái tội lỗi của mình. Nhưng mà dù có che giấu, một người mà sống ở trong một cái môi trường thanh tịnh, nó sẽ bộc lộ hết ra. Những cái người nào mà mình sống ở ngoài đời thì toàn là những cái người lỗi lầm với nhau thì không biết, nhưng mà khi mà đã đi vào cái con đường tu tập sống với những người thanh tịnh thì những cái lỗi lầm của mình nó phơi bày ra và khó mà che giấu được. Giống như là một vị tỳ kheo đi đến một cái ao sen, vị đó ngửi cái mùi hoa sen là có vị thần ao hiện lên nói là người là đồ ăn cắp hương sen. Nhưng mà thì lúc đấy vị tỳ kheo mới chỉ là có cái người kia nó đang đi vào, nó đào củ sen, nó hái hoa sen, xong người ông nói là ăn cắp, ta chỉ ngửi cái mùi hương mà đã bảo ta ăn cắp. Bảo là có cái vì nữ thần đấy mới nói là bởi vì là một cái người mặc cái áo trắng thì có một cái vết nhơ nó cũng bộc lộ ra, còn cái người mặc áo đen thì người ta có bao nhiêu những cái vết nhơ vào chẳng ai người ta nhìn thấy. Thì cũng vậy với một cái người khi mà mình sống ở trong thế gian, mình tưởng mình đã là đạo đức, đã là tốt đẹp lắm, nhưng mà khi mình vào cái đời sống tu tập, mình sống với những cái người ngu thì sẽ chẳng ai chỉ lỗi cho mình cả, và mình cũng chẳng nhận biết được. Nhưng mà khi sống với những người trí thì những cái lỗi lầm của mình bắt đầu nó bộc lộ ra rất là nhiều. Nhưng nếu như là những cái người trí mà người ta có cái lòng vị tha, người ta chỉ lỗi cho mình, đó là người ta muốn mình trở thành người trí, người ta muốn mình trở thành cái người hoàn hảo hoàn thiện,
Thì nếu như mà một cái người chân chánh muốn tiến hóa, muốn tiến bộ trên con đường tu tập thì mình sẽ tiếp nhận, mình sẽ tri ân những cái người chỉ lỗi cho mình, và mình sẽ sửa đổi những cái lỗi lầm đấy, và cái người đấy sẽ tiến bộ trong giáo pháp. Còn những người nào cứ ai chỉ lỗi ra là cái người đấy khởi lên cái bực, khởi lên cái sân hận giận hờn, không muốn cho người ta chỉ lỗi cho mình, thì cái người đấy sẽ không tiến bộ. Cái người đấy sẽ ôm ấp rất là nhiều những cái tội lỗi, và cái người đấy sẽ bị thoái đọa, tức là vị đó sẽ gặp rất là nhiều cái nguy hiểm ở trong tương lai, có thể là vị đó sẽ đọa lạc ở trong tương lai. Vậy cho nên là trong cái môi trường tu hành, trong cái đời sống của những người tu tập cũng vậy, có những người chỉ lỗi vì muốn lợi lạc cho cái người có lỗi, nhưng mà có những cái người chỉ lỗi lại không phải vì thế, vì cái ngã mạn, vì cái có thể là vì cái sân hận, không có cái lòng từ bi, thì có thể là chỉ lỗi mà khiến cho người khác phiền não thêm. Còn có những người mà chỉ lỗi cho người khác mà có cái thiện xảo, có cái lòng từ ái, có thể là chỉ lỗi khiến cho người ta hoan hỉ. Vậy cho nên là cái người mà chỉ lỗi cũng phải là một cái người rất là có một cái trí tuệ và có cái đức hạnh lớn. Thì cái người đấy sẽ giống như là một cái bậc lương y như từ mẫu, lúc đấy mình độ một cái người khác khỏi lỗi lầm bằng cái tâm từ ái, và biết cách chỉ lỗi làm sao để cho người ta không có phẫn nộ, không có sân hận, không có thì chỉ lỗi rồi lại sinh ra oán trái, bảo giáo đa thành oán, đôi khi nó cũng có thể như vậy mà sinh ra. Thì đây là một cái người chỉ lỗi mà mãn, thì đó là câu uế. Và cái này là trong cái đời sống tu hành rất là nhiều. Thời nay, thời xưa thì cũng có, thời nay thì còn nhiều hơn. Thời nay thậm chí nhiều người không dám chỉ lỗi cho người khác. Tại sao? Chỉ lỗi người khác có thể sẽ bị người ta oán, rồi kết oan trái với nhau, đấu đá nhau. Vậy nên là ngày nào còn có những cái người nào mà chỉ lỗi cho những cái người khác. Mình sống trong cái môi trường nào mà có nhiều người chỉ lỗi cho mình thì mình sẽ tiến bộ nha. Mà có mình mà hung dữ quá người ta không dám chỉ lỗi, hoặc là người ta chỉ lỗi mình lại phẫn nộ, thì người này không tiến bộ được. Đấy là một cái cấu uế từ cái sự chỉ lỗi. Này hiền giả, sự tình xảy ra ở đây, một tỳ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: nếu ta có phạm tới tội, mong rằng các tỳ kheo của trách ta ở chỗ kín đáo, không phải giữa tăng chúng. Này hiền giả, có thể xảy ra tỳ kheo có thể của trách vị ấy ở giữa tăng chúng chứ không phải ở nơi kín đáo, thì vị đó trở nên phẫn nộ. Đấy là một cái người này rất là ngã mạn và có cái tức là cái người đấy muốn giữ cái danh dự. Thì bởi vì vị đấy thì lúc nào cũng muốn mình phải được quan trọng, muốn mình được tôn trọng, cho nên là nếu mà chỉ lỗi trước đông người là vị đó sẽ phẫn nộ. Thì cái người chỉ lỗi đôi khi là có những cái lỗi thì cái vị đó sẽ chỉ một cách kín đáo, nhưng mà cũng có những cái vị chỉ lỗi, vị đó không chỉ lỗi ở một cách kín đáo mà chỉ lỗi công khai trước mọi người, thì có thể vì vậy mà sinh ra những cái phẫn nộ. Thì cái chuyện này ngay từ thời Đức Phật cũng đã từng có, như là có hai vị tỳ kheo vào trong nhà tắm, một cái vị chuyên kinh thì để lại một chút nước ở trong cái chậu, còn cái vị mà chuyên học luật vị vào vị thấy còn sót lại một chút nước, vị nhắc nhở cái vị trì kinh đó là hiền giả để rót lại một chút nước, như thế đã là phạm giới rồi. Thì cái vị trì kinh này, cái vị mà chuyên học về kinh tạng này mới nói là vì tôi không biết, vô tâm bất phạm. Thì cái vị trì luật này cũng nói rằng là vị không cố ý thì cũng không phạm giới, cho nên cũng không phải sám hối. Thì cái vị học kinh để quên ít nước này cũng cứ yên tâm như thế rồi. Nhưng mà sau đó cái vị trì luật này lại về nói với các đệ tử của mình rằng là cái ông thầy đấy học kinh nhưng mà khi mà phạm giới vị đấy lại không biết mình phạm giới. Vị đó để quên một chút nước ở trong nhà tắm mà vị đó không biết, như thế là có lỗi lầm. Thì những cái đệ tử của cái vị này lại đi nói với đệ tử của cái vị trì kinh kia là thầy ông vô tri, không có lỗi mà không biết mình có lỗi, không có sám hối. Thì lúc này là bắt đầu tăng đoàn chia ra làm hai phái và tranh cãi nhau. Thì đây là một cái sự kiện, một cái vụ việc mà nó đã xảy ra, trở thành một cái
một cái sự kiện rất là nổi tiếng ở trong thời Đức Phật mà nó còn nổi tiếng đến bây giờ. Rất là nhiều người còn biết đến cái sự kiện mà các tỳ kheo ở xứ Kosambi. Và cái sự chia rẽ này bắt đầu nó chia rẽ đến các hàng Phật tử, cũng chia làm hai, một vị nói là vị trì kinh đúng, vị trì nuột sai, một vị nói vị trì nuột sai, vị trì kinh đúng. Và hai bên này không hòa giải được với nhau. Cái sự chia rẽ này nó đến các cả các cái vị chư thiên hộ trì Phật Pháp. Các vị chư thiên cũng không biết phân biệt được ai đúng ai sai, bắt đầu chia làm hai phái. Và thậm chí nó chia rẽ nhau đến tận cõi Phạm Thiên. Cái sự chia rẽ nhau nó khủng khiếp như thế. Vì ai cũng cho rằng mình là đúng, còn vị kia là sai. Sinh ra cãi nhau vì một cái giới luật rất là nhỏ nhặt. Mà nếu như mà lúc đấy mà hai vị đó mà giải hòa với nhau, cùng nhận lỗi về mình, hoặc là một trong hai vị đó nhận lỗi về mình thôi, thì cái sự việc đấy nó đã dừng lại ở đấy. Nhưng mà cả hai vị đó không nhận lỗi về mình, vị đó chỉ đổ lỗi cho người khác. Thì thực ra cả hai vị đều có lỗi, cho nên là khi Đức Phật đến, Đức Phật cũng đã khuyên giải hết lời, hãy nhận lỗi về mình, đừng nhìn lỗi người khác. Nhưng mà hai cái nhóm của các vị đấy không dừng lại ở đấy, cứ tiếp tục cãi nhau như thế, cho nên là đó cũng là một cái năm mà Đức Phật đi vào trong khu rừng để ẩn cư một mình làm bạn với lại một chú voi, chú khỉ. Suốt 3 tháng ẩn cư một mình, không có một vị nào thân cận ở bên. Đấy là một cái sự kiện từ thời Đức Phật. Mà cái sự kiện đó là thời Đức Phật, nhưng mà thời bây giờ thì trầm trọng hơn rất là nhiều. Người ta chia rẽ, chống phá nhau. Nên là hầu như thời bây giờ thì cái chùa nào biết chùa đây. Chứ không còn một cái giáo hội rộng lớn chung như thời xưa nữa. Bởi vì mỗi chùa có một vị trụ trì đứng lên khởi xướng một cái tư tưởng khác nhau. Và cái chùa này sẽ nói xấu chùa kia, vị này nói xấu vị kia. Và nó sinh ra và không còn có những cái bậc đứng đầu như Đức Phật. Đức Phật là bậc đứng đầu để có thể thâu tóm được tất cả tăng đoàn. Nhưng mà khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì bắt đầu chia rẽ ra, cũng chính vì cái sự bất đồng tư tưởng như thế cho nên là giáo pháp chia ra thành những hệ phái, thành những môn phái, thành những cái tông phái khác nhau, nó cũng bắt đầu nó sinh ra từ đó. Thì vì không ai nhận lỗi về mình nên là cứ chia rẽ nhau như thế, nên cãi nhau và bất hòa. Và cái thời đấy, cái cách mà để dập được cái bất hòa đấy đó chính là nhờ có các cái hàng cư sĩ Phật tử hộ độ cho các vị tỳ kheo này. Người ta họp lại với nhau, người ta bảo bây giờ mình sẽ không hộ độ cho những vị tỳ kheo tranh cãi đấy nữa, không cúng dường vật thực, không cúng dường y phục, không cúng dường cái gì cho các vị đấy. Thì các vị tỳ kheo thời Đức Phật thì không có được tự túc, tức là không có được tự làm ra những cái vật thực, mà các vị phải sống hoàn toàn nương tựa vào những người cư sĩ Phật tử. Thì khi mà những người cư sĩ Phật tử đấy, người ta không cúng dường cho những vị tranh chấp cãi nhau này nữa, thì các vị đấy đói bụng đi khất thực, người ta không cho, thế là đói về nhà mấy hôm là nhận ra cái lỗi của mình, mình đã sai lầm rồi, các vị đó mới sám hối với nhau. Rồi bắt đầu mới đi nói với các Phật tử, chúng tôi đã giải hòa, chúng tôi đã không còn cãi nhau nữa, cúng dường cho chúng tôi. Và những cái người cư sĩ đấy, người ta là phải đi sám hối Đức Phật. Và sau đó các vị đấy tìm đến sám hối Đức Phật. Thì đấy là cũng là cuối cùng là người ta chặn hết cái con đường để cho cái tiếp tế về cái vật dụng, về cái cuộc sống của người tu tập. Thì nhiều người vị phải hoàn tục. Còn có những vị nào mà cố gắng bám trụ thì rất là đói khát khổ sở trong cái lúc mà tranh cãi nhau đấy. Thì đấy là có những cái giới luật rất là nhỏ nhặt ngay trong thời Đức Phật. Nó cũng chỉ là một cái sự hơn thua rất là nhỏ bé, nhưng mà nó đã khiến cho gây nên một cái dư luận, một cái tiếng xấu, nó để lại đến muôn đời, để lại đến tận thời bây giờ. Ai học Phật Pháp cũng vẫn còn cái ấn tượng về các cái vị tỳ kheo xứ Kosambi tranh cãi nhau chỉ vì một chút nước ở trong nhà tắm của hai vị tỳ kheo mà nó kinh thiên động địa, chấn động cả đến tam giới. Thì là một cái lỗi rất là nhỏ, một cái chuyện rất là mâu thuẫn rất là nhỏ, nhưng không thể coi thường được, vì coi thường nó sẽ trở thành một cái sự việc rất là lớn. Thì này hiền giả, sự tình xảy ra ở đây, có một tỳ kheo khởi lên ý muốn như sau: nếu ta có phạm giới tội, mong rằng một tỳ kheo đồng đẳng của trách, chứ không phải một tỳ kheo không đồng đẳng. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra một tỳ kheo của trách, vị ấy là một cái vị không đồng đẳng, cho nên vị ấy sinh ra phẫn nộ và bất mãn, thì đó là cấu uế. Này hiền giả, ở đây sự tình xảy ra, một tỳ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: mong rằng bậc đạo sư,
hãy hỏi ta nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỳ kheo, mong rằng bậc đạo sư không hỏi các vị tỳ kheo khác nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỳ kheo. Này hiện giả sự tình này xảy ra, bậc đạo sư sẽ hỏi một vị tỳ kheo khác nhiều lần mà không hỏi vị tỳ kheo ấy. Vì vậy vị tỳ kheo ấy trở nên phẫn nộ và bất mãn. Thì đây là một cái người có thể là vị đó muốn nổi bật ở trước đám đông. Đây cũng là một cái hiện tượng, một cái tâm lý từ thời xưa cho đến thời nay cũng vậy. Ai ở một cái hội chúng nào mình cũng muốn trở thành một cái người nổi bật hơn. Cho nên là có những cái người người ta nổi bật bằng chính cái năng lực, bằng chính cái công đức, bằng chính cái phước đức hay là bằng chính cái trí tuệ của người ta. Thì được mọi người biết đến, được mọi người cung kính, được cái sự lợi lộc nó đến bằng chính cái công đức của cái vị đó thì không sao. Ví dụ như là trong khi mà thuyết pháp, Đức Phật thường hay, nếu mà có Ngài Xá Lợi Phất ở đấy thì Đức Phật thường hay hướng đến Ngài Xá Lợi Phất và hay nhắc đến tên của Ngài Xá Lợi Phất và hay đặt những câu hỏi với Ngài Xá Lợi Phất. Hoặc là có lúc thì Ngài An Nan ở đấy thì Đức Phật hay hướng đến Ngài An Nan để nói này An Nan. Và Đức Phật thường hay nhắc nhở như thế. Thì trong một cái hội chúng đông mà được một cái vị lớn ở trong đấy, một cái được Đức Phật ở trong đấy nhắc nhở đến tên của mình, và những cái điều đó cũng là một cái sự hãnh diện và cũng là một cái sự mong muốn của rất là nhiều vị tỳ kheo. Khi mà được Đức Phật nhắc đến tên mình, giống như là mình sẽ có được cái sự nổi bật, sẽ có được cái danh vọng lớn. Thì cũng như kể cả đến cái thời bây giờ cũng vậy, ai cũng muốn là mình sẽ trở thành một cái người nổi bật. Cho nên là hãy có những người ta hay dùng những cái cách thức này, cách thức khác để được trở thành nổi tiếng. Có thể là người ta nổi bật bằng cái cách là người ta trở thành một cái người được nhiều người biết đến. Như là có những cái vị thì muốn mình có những cái danh vọng, có những cái chức quyền, nên đua chen nhau từ những cái chức quyền danh vọng nhỏ ở bên trong chùa, có thể lớn hơn là biết giáo hội biết đến được lớn hơn nữa, được toàn dân chúng biết đến càng nhiều càng tốt. Thì đấy cũng là một cái sự ham về cái danh vọng. Thì từ những cái sự ham về cái danh vọng này nó nhỏ rồi nó sẽ lớn lên dần dần, vì đó là một cái tham dục, nó cũng là một cái ác dục, nó là một cái tâm ô nhiễm. Giống như là Đề Bà Đạt Đa đi tu cũng là một vị hoàng tử từ bỏ hết đời sống vương giả, đi xuất gia rồi. Nhưng mà lúc đấy thấy các cái vị trưởng não khác có danh vọng, Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên có danh vọng được nhiều người biết đến, rồi là các cái bậc đại đệ tử Đức Phật có danh vọng lớn, bởi vì các vị đấy là có cái công đức, có cái ba la mật nhiều đời nhiều kiếp, cái phước lớn nên là được mọi người biết đến nhiều. Bản thân mình không được thì vị đó ganh tị, vị đó tìm mọi cái mưu mô thủ đoạn, dùng chính cái công đức tu tập của mình, vị đó chứng đắc được thần thông, vị đó lại dùng chính cái thần thông của mình để làm những cái chuyện phi pháp, là vị đó biến hóa rồi là để lừa gạt vua A Xà Thế, sau đó tạo nên những cái ác nghiệp, xúi vua A Xà Thế giết cha. Nếu như vua A Xà Thế không gặp Đề Bà Đạt Đa thì trong cái kiếp đấy vua A Xà Thế đã chứng thành cái quả thánh nhân rồi, không đến nỗi mà phải bị đọa vào địa ngục vì cái tội giết cha. Đó là do thân cận với một cái vị ác nhân như Đề Bà Đạt Đa. Thì đấy là một cái sự tham về cái danh vọng, nó có thể là nó có thể khởi lên một chút xíu thôi, nhưng mà cái người có trí tuệ nhận ra được đây là một cái cấu uế, đây là cái ô nhiễm phiền não, và nó vì đó nhận biết ra nó là cái sự nguy hiểm, vì nó diệt trừ được nó thì cái người đấy là cái người có trí tuệ, là người ưu thắng. Nhưng cũng có những người không nhận ra, thấy mình có ham danh vọng từ cái danh rất là nhỏ bé, rồi sau đó vị đó sẽ ham những cái danh vọng lớn hơn, rồi sau đó vị đó sẽ dùng nhiều cái thủ đoạn để đạt được những cái danh vọng đấy nữa, thì dần dần cái vị đó sẽ tạo ra những cái ác nghiệp, thì nó sẽ đưa mình và đưa vô số người vào địa ngục. Vì vậy nên là đó là một cái cấu uế, nó khởi lên một chút nhưng mà nó sẽ lớn lên dần dần. Vì vậy cho nên khi nó mới khởi lên mà nhận ngay ra diệt trừ nó thì dễ, mà để cho nó lớn lên rồi rất là khó diệt. Một cái người mà đã có một chút danh ấy, mà diệt được đi thì dễ, mà khi mà cái danh nó lớn rồi rất là khó diệt. Thế vậy nên là càng ham danh vọng thì cái người đấy sẽ càng bị đọa lạc nhiều. Đây là một cái sự tình nữa. Này hiện giả sự tình này xảy ra ở đây có tỳ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau.
Mong rằng các tỳ kheo hãy để ta đi trước trong khi vào nàng để dùng cơm. Mong rằng các tỳ kheo không để một vị tỳ kheo khác đi trước trong khi vào nàng để dùng cơm. Này hiện giả sự tình xảy ra. Các tỳ kheo ấy để một tỳ kheo khác đi trước trong khi vào nàng để dùng cơm. Tỳ kheo không để cho tỳ kheo ấy đi trước trong khi vào nàng để dùng cơm. Tỳ kheo ấy nghĩ rằng các tỳ kheo để một tỳ kheo khác đi vào trong nàng. Tỳ kheo khác đi trước vào nàng để dùng cơm. Không để ta đi trước trong khi vào nàng để dùng cơm, do đó bị ấy trở thành bất mãn. Hiền giả phẫn nộ và bất mãn làm cấu uế. Rồi hiền giả, một tỳ kheo khởi nên ý muốn như sau. Mong rằng tại chỗ ăn ta được chỗ ngồi tốt nhất, được nước uống tốt nhất, được ăn những cái đồ khất thực tốt nhất. Mong rằng các tỳ kheo khác tại chỗ ngồi không được chỗ ngồi tốt nhất, không được những cái đồ ăn khất thực tốt nhất. Nhưng sự tình xảy ra lại có những tỳ kheo khác được chỗ ngồi tốt nhất, được đồ ăn khất thực tốt nhất, mà vị ấy không được, cho nên là vị ấy phẫn nộ và bất mãn. Rồi hiền giả tỳ kheo, sự tình này xảy ra, một tỳ kheo này ước muốn như sau. Mong rằng tại chỗ ăn, sau khi ăn xong ta sẽ thuyết pháp, chứ không phải một vị tỳ kheo khác thuyết pháp. Nhưng rồi lại có một vị tỳ kheo khác thuyết pháp sau khi ăn xong, và vị ấy trở nên phẫn nộ và bất mãn. Thì phẫn nộ và bất mãn ấy là cấu uế. Thì đấy là những cái nó rất là bình thường, nó rất là nhỏ nhặt trong cái cuộc sống hàng ngày. Và lúc nào cái vị nào mà cứ luôn luôn muốn mình hơn người khác, thì đó là một cái ác dục, và cái này nó cũng rất là nguy hiểm. Vì đó luôn luôn muốn mình làm bá chủ, cũng muốn đi trước. Thì trong giáo pháp thì được sắp xếp rõ ràng là vị lớn hạ đi trước, như là Đức Phật quy định rõ ở trong giới luật như vậy. Cái vị nào mà có cái tuổi đạo hơn thì khi đi bát vị đấy sẽ đi trước. Nhưng mà có những cái vị vì cái ác dục, vì cái tâm ham muốn nổi bật, có thể là vị đấy nó dối, vị đó tuổi hạ thấp nhưng vị đó nói dối tuổi hạ mình cao hơn để được đi trước. Cái vị thì trong giáo pháp là những cái vị đi trước thì có đó là những cái bậc lớn tuổi hơn, cũng có thể đó là những bậc trưởng lão, cho nên là thường được mọi người người ta cúng dường những cái vật thực trước nhất hơn, nó sẽ là những cái vật thực ngon hơn. Hoặc là sau khi mà ăn xong thì sẽ có một vị đứng lên để thuyết pháp hoặc là nói những cái lời tùy hỷ pháp, thì đó cũng là những cái bậc trưởng lão. Thì trong giới luật đã quy định rõ ràng như vậy, trừ khi cái vị trưởng lão đó không thuyết giảng và không tùy hỷ công đức thì vị đó sẽ chỉ định một cái vị tỳ kheo nào đó, thì vị đó sẽ được thuyết giảng Phật pháp. Thì đó là theo đúng cái giới luật như vậy. Nhưng mà có rất là nhiều vị thì cứ muốn mình lúc nào cũng là được đi trước, lúc nào cũng được có trân trọng hơn. Thì đây nó cũng là một cái tâm bỏn sẻn san tham. Tức là một cái người đó chỉ muốn mình hơn người khác và không muốn người khác hơn mình. Thì trong những cái bỏn sẻn san tham ấy, có người ta có thể san tham về trú xứ, tức là san tham về cái chỗ ở, chỉ muốn mình có chỗ ở tốt hơn người khác. San tham về nội dưỡng, chỉ muốn mình có được cái nội dưỡng nhiều hơn về người khác. San tham về thân quyến, thì muốn mình có nhiều những cái người kính trọng hơn người khác. Hoặc là san tham về pháp, có những người san tham về pháp đó là chỉ muốn mình học pháp giỏi hơn người khác, hoặc là hành pháp giỏi hơn người khác, và thấy người khác cũng học pháp được là vị đó phẫn nộ và bất mãn. Hoặc là có những người có pháp hành, vị đó tu đắc được các tầng thiền, nhưng lại rất là sợ người khác cũng tu đắc thiền như mình. Và vì có những người rất là bòn sẻn cả về pháp, và cái vị đó thậm chí người ta học pháp xong người ta đến người ta hỏi, vị đó không dám chỉ, không dám chỉ cho, và chỉ sợ. Và khi mà nghe nói là có ai đó, có nhiều những cái vị mà tu chứng cả pháp thượng nhân, chứng đắc thiền chỉ quán, mà khi mà thấy người khác tu chứng thiền chỉ quán thì vị đó cũng khởi lên cái sân hận và không muốn cho, và muốn cho người ta phải gặp rất là nhiều cái khó khăn, không muốn người ta dễ dàng chứng đắc được những pháp thượng nhân. Thì trong những cái san tham đấy, gọi là san tham về pháp, được gọi là cái san tham tối thượng nhất, hạ liệt nhất và ô nhiễm nhất. Cho nên là cái gì nó cũng có cái sự cạnh tranh, có cái sự đấu đá, có cái sự ghen ghét, có cái sự hơn thua lẫn nhau. Nhưng mà những cái cấu uế đấy tưởng chừng là nó nhỏ nhặt, nó là tầm thường, nhưng thực ra nó rất là tai hại, nó rất là nguy hại. Như như là trong cái thời giáo pháp của Đức Phật,
Đức Phật độ một cái vị đạo sĩ trần truồng, và cái vị này có một cái tật từ nhỏ sinh ra, đó là không có ăn những cái đồ ăn bình thường, không ăn cơm ăn cháo, mà vị đó chỉ luôn luôn ra nhà vệ sinh để lấy phân để ăn. Vị đó sống bằng cách ăn phân, vị đó không bao giờ mặc quần áo, chỉ có sống trần truồng. Vị đó cạo đầu thì luôn luôn dùng bằng cái vỏ thốt nốt. Và đây là một cái ác nghiệp của mà cái vị này có cái tiền kiếp là vị đấy vốn là một cái vị kheo từ trong thời giáo pháp của Đức Phật Kassapa. Vị này là một cái vị tỳ kheo được một cái sự trọng đãi của một cái gia đình thí chủ xây nên cho vị đó một ngôi chùa, cúng dường cho vị đó cả một cái tịnh xá. Thì vị này được làm bá chủ cái tịnh xá đó, được cưng chiều trong một thời gian dài rồi. Rồi một lần có một cái vị tỳ kheo khách đi đến đó, thì cái người thí chủ này, người ta rất là hoan hỉ và cung kính cúng dường đến vị tỳ kheo đó. Người ta cúng dường vị tỳ kheo đó cái giường mới, y áo vật thực ngon. Rồi là thuê người cạo đầu cho vị tỳ kheo này. Thì cái vị tỳ kheo chủ ở cái tịnh xá đó lại sinh ra cái tâm gọi là ganh tị và đến mắng thẳng vào cái mặt tỳ kheo khách kia là ông nằm cái giường của thí chủ của tôi thì thà ông nằm đất còn hơn. Ông mặc y áo của thí chủ của tôi cúng dường thì thà ông cởi trần chuồng còn hơn. Ông ăn thức ăn của thí chủ của tôi cúng dường cho ông thà ông ăn phân còn hơn. Ông được thí chủ tôi cạo đầu, thuê người cạo đầu cho, thà ông dùng cái vỏ thốt nốt mà cạo đầu còn hơn. Bốn cái câu nói đấy, và nó để lại cái quả báo đó là sau khi cái vị tỳ kheo khách đó biết được cái vị này có ác ý mà đã dùng cái thần thông của mình và đi khỏi cái chú xứ đấy một cách lặng lẽ. Và cái vị tỳ kheo này thì không biết gì. Và ngày hôm sau thì đi khất thực, vị tỳ kheo này giả vờ đánh cái tiếng mõ rất là nhỏ. Cái vị tỳ kheo khách không nghe thấy rồi đi đến nhà thí chủ nói rằng cái ông khách, sư khách của các ông bà vẫn còn nằm ngủ bây giờ chưa dậy. Thì người thí chủ này gửi cái món ăn về, thì khi mà về giữa đường ấy thì cái vị tỳ kheo này ném cái thức ăn đó vào trong đống lửa rồi tiếp tục đi về. Thì mở cửa phòng ra thì thấy vị tỳ kheo khách đã đi rồi. Thì lúc này cái vị tỳ kheo này mới chợt nhận ra có thể vị này là bậc A-la-hán đã đi khỏi đây, và vị đó rất là sầu muộn, rất là ân hận. Và trong một thời gian sau thì cái vị tỳ kheo đó chết và vị đó đọa địa ngục suốt từ cái thời Phật Kassapa cho đến thời bây giờ. Cho đến bây giờ vị đó ra được khỏi cái địa ngục A Tỳ, sinh được nên làm người. Thì cái kiếp đầu tiên sinh ra làm người cái bị bốn cái quả báo đó. Đó là thứ nhất là ngay từ nhỏ vị đó chỉ cần chuồn, không bao giờ mặc quần áo, không bao giờ chịu ăn cơm cháo, chỉ ăn phân mà không bao giờ chịu ở trên giường, vị đó chỉ nằm ở dưới đất. Vì khi đi lúc đầu vị đó đi xuất gia với ngoại đạo, vị đó cũng trần truồng ăn phân như thế, bị người ta đuổi đi rồi vị đó đến lên một cái hố phân ở một cái dãy núi, vị có đứng ở đấy, vị đó lại còn giả tạo, vị nói là ta tu khổ hạnh đứng một chân, người ta chỉ ăn gió mà không ăn cái gì. Nhưng mà vì cái công đức của cái vị đó tu hành 20.000 năm thực hành thiền chỉ quán và nó đã rất là chín mùi rồi, mặc dù cái kiếp đấy vị đó còn là một phàm nhân cho nên vị đó bị đoạn nạp, nhưng mà những cái ba la mật đã từng tu tập nó không mất đi. Và lúc đấy Đức Phật quán chiếu biết được cái người này có thể đắc đạo, cho nên là Đức Phật đã trực tiếp đi đến đấy. Trong một đêm hôm đấy Đức Phật đã ở gần vị đó, để có những cái vị chư thiên phạm thiên đến đảnh lễ, rồi cái vị đó trở nên kính trọng, thế nói với Đức Phật là ông là ai mà được chư thiên đến cung kính cúng dường như thế, mà ta tu ở đây suốt 15 năm nay, suốt mấy chục năm nay rồi mà chưa có ai đến cúng dường ta. Mà thì lúc đấy thì Đức Phật mới nói cho vị đó biết về cái nhân duyên, về cái nghiệp báo của kiếp trước, tại sao mà bây giờ kiếp này ông lại đừng có nói dối ta, vì ông chuyên ăn phân chỉ mặc trần chuồng ở trên mặt đất là do cái ác nghiệp ở trong cái thời quá khứ, là có cái sự ghen tị đối với một bậc A-la-hán, ác nghiệp đấy khiến cho ông đọa trong địa ngục suốt từ thời đấy cho đến bây giờ. Thì đấy chỉ là một cái ô nhiễm rất là nhỏ và nó bộc phát lên một cách rất là bất ngờ. Mà nếu như cái vị đó khi mà tỉnh giác nhận biết ngay được cái ô nhiễm đó, ngăn chặn được nó, thì đã không đến cái sự tệ hại như vậy, khiến cho vị đó phải chịu một cái thời gian dài bị đọa lạc như thế. Vì cái câu ế đó nó ngấm ngầm ở trong mà nó bộc phát lên, mà vị đó không có một cái chút thất niệm, không có chánh niệm thôi là đã bị thiêu đốt hết cả 20.000 năm công phu tu tập.
Nhưng mà cũng may mà cái kiếp này gặp được Đức Phật, nên là Đức Phật thuyết giảng giáo pháp, truyền thuyết các cái sự thật, khiến cho vị đó chứng quả A-la-hán ngay tại đó. Vị đó lúc đấy mới biết hổ thẹn, mới biết mặc y áo, rồi mới trở thành một cái con người bình thường. Và trong kinh cũng còn rất là nhiều những cái câu chuyện, những cái của những cái người đọa lạc, ví dụ như là tôn giả Mục Kiền Liên đi từ trên núi xuống còn thấy rất là nhiều những cái ngã quỷ. Nhưng mà có những cái ngã quỷ thì có hình bộ xương, người mặc y cà sa, thì Đức Phật cũng xác nhận ở đó là những vị tỳ kheo từ thời giáo pháp của Phật Kapsapa, do những cái tâm ô nhiễm có một chút ganh tị cho nên bị đọa lạc đến bây giờ. Có những cái ngã quỷ thì thân người nhưng mà đầu nợn, toàn thân thì hôi thối, đó là những cái vị tỳ kheo từ thời giáo pháp của Phật Kapsapa, do nói những cái lời chia rẽ. Thì đó chỉ là những cái ô nhiễm rất là nhỏ bé, nhưng mà nó để lại những cái hậu quả rất là lớn. Thế cho nên là một cái ác dục nó khởi lên, một cái tâm bất thiện nó khởi lên, một cái sự ham về quyền lợi, ham về danh vọng, cung kính, lợi dưỡng, có cái sự ghen tị, đố kỵ với những cái vị tỳ kheo khác. Mình muốn hơn người khác, muốn chèn ép, muốn có những cái ác ý xấu với người khác, thì hãy nhận thức ra ngay lập tức để tẩy trừ, để đoạn trừ nó, thì cái con đường tu tập đấy sẽ đi đến cái sự đến đi đúng đạo lộ, đi đúng đúng đường. Còn nếu như không nhận ra thì có thể mình sẽ bị đi chật cái con đường giải thoát và đi vào cái con đường khổ đau. Đấy nó rất là nguy hại và rất là nguy hiểm. Vậy này, hiện giả sự tình xảy ra, một tỳ kheo có thể khởi lên ý muốn mong rằng ta sẽ thuyết pháp cho các tỳ kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá, chứ không phải một vị tỳ kheo khác. Đấy cũng là một cái ác dục. Vậy này, hiện giả sự tình này xảy ra ở đây, một tỳ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau, mong rằng ta sẽ thuyết pháp cho các tỳ kheo ni tụ tập ở ngôi tịnh xá. Vậy này, hiện giả sự tình này xảy ra ở đây, một tỳ kheo có thể khởi lên ý muốn mong rằng các tỳ kheo hãy cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường ta, chứ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường các vị tỳ kheo khác. Rồi vì đấy có thể mong rằng các tỳ kheo ni, các cư sĩ như trên vân vân, hãy tôn trọng, lễ bái, cúng dường ta, chứ không tôn trọng, lễ bái, cúng dường các vị tỳ kheo khác. Rồi sự tình này xảy ra, vị ấy mong rằng ta nhận được các y phục tối thắng, các tỳ kheo khác không nhận được những y phục tối thắng. Hay là vị ấy có thể mong rằng là ta nhận được các đồ ăn khất thực tối thắng, các cái sàng tọa tối thắng, dược phẩm trị bệnh tối thắng, các tỳ kheo khác không nhận được những cái dược phẩm trị bệnh tối thắng. Hay là vị ấy có thể có cái này, hiện giả các ác bất thiện pháp là cảnh giới của dục, là đồng nghĩa với câu uế. Thì đấy là tất cả những cái ước muốn, những cái mong rằng mình được tôn trọng cung kính, để mong rằng mình nhận được những cái vật dụng hơn những người khác. Thì khi nào mình chỉ cần khởi lên có cái ước muốn là mình chỉ mong được hơn những người khác, phải nhận ra đó chính là ác dục, mong rằng cái gì mình cũng muốn hơn người khác, thì đó là cái con đường đi đến đọa lạc rất là nhanh chóng. Một cái người nào trong cái sự tu tập mình thấy như vậy thì mình cần phải nhận ra được và diệt trừ nó ngay, chứ đừng để cho nó tăng trưởng lên. Thì đó là những cái cấu uế rất là nguy hại, rất là nguy hiểm. Này hiện giả, đối với tỳ kheo nào, các ác bất thiện pháp là cảnh giới của dục này còn được thấy và nghe là chưa được diệt trừ. Nếu tỳ kheo ấy là vị sống trong rừng núi tại các cái chú xứ xa vắng, sống bằng những cái hạnh khất thực, thứ nếp khất thực từng nhà, theo hạnh cái mang phấn tảo y, mặc y thô xấu, rồi các vị đồng phạm hạnh cũng không cung kính, lễ bái và tôn trọng cúng dường vị tỳ kheo ấy. Dù cho cái vị tỳ kheo ấy là một cái người thọ hạnh đầu đà, tức là cái người sống hạnh đầu đà là cái người sống tu khổ hạnh ấy, mặc y phấn tảo ấy, ở dưới gốc cây, ở trong nghĩa địa, ăn đồ ăn khất thực, vị ấy chưa diệt trừ được những cái ác dục đấy, thì tất cả những cái sự tu tập ấy nó chỉ là giả dối. Ví dụ như là vị đó sống cái đời sống rất là khổ hạnh đấy, nhưng mà vị đó luôn luôn muốn rằng là mong rằng mọi người biết đến cái khổ hạnh của ta, mong rằng mọi người biết rằng ta là cái người mặc y phấn tảo đây, rồi hãy đến đây tôn trọng, lễ bái, cung kính, cúng dường ta, chứ đừng cúng dường những cái người không tu như ta, những cái người không tu cái hạnh đầu đà khổ hạnh như ta. Thì đấy chỉ là những cái ác dục vọng, đấy là những cái tâm hơn thua, và những cái tu đấy là giả dối, chứ không phải là chân chánh, không phải là chân thật.
Còn có những người tu chân thật thì người ta không có cái ác dục vọng đấy, người ta không muốn là mọi người phải biết ta là người tu khổ hạnh, mọi người phải lễ bái tôn trọng cung kính cúng dường đến ta. Hoặc là có những người nào tu khổ hạnh, người ta luôn luôn đi khoe khoang khoác loác là tôi là cái người tu khổ hạnh đây, xong là vị đó phê bình chỉ trích chê bai những cái người không tu khổ hạnh, những cái người nói mà cái người đấy là cái người thiện, những người xấu xa, những người sống hưởng thụ các cái dục lạc, những người đấy thì không đáng lễ bái cũng tôn trọng. Thì đấy là những cái có rất là nhiều người, kể cả thời xưa cho đến thời nay cũng vậy. Có những cái người thì người ta cố gắng tu khổ hạnh nhưng mà sau đó đi khoe khoang khoác loác để cho mọi người nhận biết và sẽ có cái sự kính trọng với mình nhiều hơn. Và những cái người đấy người ta rất là hay đi chỉ trích soi mói những cái nỗi lầm của người khác, người ta phê bình chê bai những người khác, hoặc là những người đó người ta có những cái tâm sân hận ác ý rất là lớn. Bản thân họ thì có cái sự tu tập nhìn cái hình thức bên ngoài thì có vẻ là gương mẫu lắm, nhưng mà cái nội tâm bên trong rất là ô uế, rất là ô nhiễm, rất là xấu xa. Cho nên là Tôn Giả Sáng Lợi dùng cái hình ảnh là như là một cái người có cái bát nhưng mà rất là sạch sẽ, nhưng mà bên trong chứa toàn là xác rắn, xác chó chết, xác người chết, những cái ô nhiễm, ô hôi thối đấy. Đến những cái người đói còn chẳng muốn ăn nữa, huống chi là những cái người no. Còn những cái người mà có cái đời sống tu bằng những cái hình thức cao thượng như vậy, mà có những cái nội tâm thanh tịnh, không vì cái mục đích là hơn mình, khen mình chê người, không phải là vì cái mục đích muốn hơn người, thì cái người đấy giống như là một cái người có cái bát sạch sẽ và bên trong chứa đựng toàn là những cái thức ăn thơm ngon, bổ dưỡng, thì đến những người no còn muốn ăn nữa, huống chi là những người đói. Này hiền giả tỳ kheo, đối với những người nào mà các ác bận thiện pháp cảnh giới của dục này chưa được thấy nghe là đã diệt trừ, nếu tỳ kheo ấy sống gần nàng mạc chấp nhận sự biệt thỉnh mang y của người gia chủ, thời các đồng phạm hạnh cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường vị tỳ kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc tôn giả này được thấy và được nghe các ác bất thiện pháp là cảnh giới của dục, vị tỳ kheo ấy đã diệt trừ. Này hiền giả, như một cái bát bằng đồng mang từ chợ về hay từ nhà người thợ rèn về thanh tịnh, người chủ cái bát ấy đựng đầy với gạo ngon, cơm lành và các cái hột đen đã được lấy ra, các cái loại đồ ăn đã được đậy lại với bát bằng đồng khác rồi mang về chợ. Các người thấy bèn hỏi: bạn mang cái gì có vẻ đẹp ngon lành vậy? Khi cầm cái bát ấy nên mở ra nhìn vào và ưa thích khởi lên sự không khê cơ tập khởi lên. Thì đấy là một cái người tu tập, dù là cái người đấy không tu khổ hạnh, cái người đấy không thực hành các cái hạnh đầu đà, vì nó mặc áo đẹp thì nó có thể ở trong những cái ngôi nhà được xây dựng đẹp đẽ hàng ngày, nhưng mà vị ấy không có những cái ác dục, không có những cái sự gọi là ham về cái danh vọng lợi dưỡng, không khen mình, không chê người, không muốn mình hơn người khác, thì cái người đấy dù người ta có sống không bằng cái hình thức khổ hạnh vẫn được người khác tôn trọng lễ bái cung kính cúng dường, hơn là cái người tu khổ hạnh bằng cái hình thức tu khổ hạnh nhưng mà có những cái tâm ác dục, đó là chỉ vì muốn hơn người mà tu chứ không phải là vì muốn đoạn trừ cấu uế mà tu. Vì vậy cho nên là một cái người có trí tuệ không nhìn vào cái hình thức mà phải nhìn vào cái nội tâm. Cái người này có thể là người ta có những cái vị tu và cố cái tình xé rách áo ra để vá lại, đấy thể hiện ta là cái người sống đạm bạc giản dị như thế, hãy cung kính tôn trọng ta. Và cái vị đó có thể là trước mặt mọi người luôn luôn tỏ ra mình là cái người chân chánh tu khổ hạnh, nhưng mà bên trong ở một mình thì vị đó lại âm thầm làm những cái việc rất là xấu xa. Hoặc là vị đó tu bằng cái hình tướng bên ngoài nhưng trong tâm của vị đó rất là ô nhiễm phiền não, vị đó thân cận với những người ngu, người ta không biết được, người ta sẽ nghĩ rằng vị này mới là những người chân chánh tu tập, và những người ngu sẽ ùa theo vị đấy. Còn những cái người trí, người ta không nhìn vào cái hình tướng của vị đó mà người ta qua những cái tiếp xúc với vị đó, qua cái sự thân cận, qua cái gần gũi vị đó, người ta biết rằng cái người này là cái người có cái từ tâm, không có sân tâm, cái người này ni dục chứ không có tham dục, cái người này có trí tuệ chứ không có ngu si. Vì vậy người ta kính trọng cái tâm từ bi ba ái, cái trí tuệ, cái ni dục của vị đó, chứ không phải là kính trọng cái hình tướng của cái vị đó. Thì đấy là như là một cái bát mà đựng đầy xác chết ở trong, chẳng ai muốn ăn,
cái người ngu chỉ có đem những cái con chó nó ngu thì nó mới ăn, những con chồn, những cái con dã ăn nó mới ăn, nhưng người trí không bao giờ ăn những cái xác thối như vậy. Đúng vậy, những cái người ngu người ta mới cung kính những cái người còn đầy ác dục, còn những người trí người ta sẽ không cung kính tôn trọng những cái người có những cái tâm tham sân si đó. Thì đấy là có cái sự khác nhau như thế. Thì cái lúc này tôn giả Mục Kiền Liên đã lấy lên một cái ví dụ, nói lên một cái ví dụ, nói rằng là một cái thời ngài Mục Kiền Liên đã gặp một cái ngoại đạo. Này hiền giả, một thời tôi đắp y vào buổi sáng, mang theo y bát vào vương xá để khất thực. Lúc bấy giờ Samiti, con người làm đánh xe, mang theo một cái vành xe và tà mạng ngoại đạo Bandhu Buddha, trước là con của một cái người làm xe, đang đứng một bên. Rồi tà mạng ngoại đạo đó nói với cái người thợ làm xe là hãy làm như thế này thế này, và cái người thợ làm xe làm đúng theo cái ý của cái vị tà mạng ngoại đạo đó. Và cái vị tà mạng ngoại đạo đó rất là thích thú và nói rằng cái vị đó hình như đang làm với tâm của tôi. Thì là cái lúc này cái tôn giả Mokanana đã dùng cái hình ảnh của một cái người mà cái tà mạng ngoại đạo trước kia vốn là một cái người thợ xe, đã chỉ dạy cho cái người thợ xe này biết cách đục đẽo cái xe đúng theo ý mình. Và cái vị đó rất là thích thú, nghĩ rằng là cái người thợ xe đó giống như là biết được tâm của mình vậy. Thì cái điều này là tôn giả Mokanana muốn nói rằng là tôn giả Xá Lợi Phất giống như là biết được tâm của những cái người tu tập bất chánh, giống như là cái vị đó thấy được cái tâm, giống như là bây giờ người ta nói rằng là đi guốc vào trong bụng người khác vậy, biết rõ được cái tâm tư của những cái người tu tập, mà những cái người tu tập vì cuộc sống mà tu tập, tức là những cái người ta tu tập không phải là vì cái pháp giải thoát, mà người ta tu tập là vì cái thức ăn, vì cái chỗ ở, giống như là nhóm lục sư ngoại đạo. Khi mà giáo pháp thịnh lên, được rất là nhiều người tôn trọng cung kính, thì có một cái nhóm người ta bàn nhau là bây giờ mình có một cái cách sống, nó không phải làm gì mà vẫn có trở thành những cái tỳ kheo tu tập, và rồi vì cái mục đích như vậy, giáo pháp, vì thức ăn, vì chỗ ở, vì mà vậy cho nên là người ta không đoái hoài gì đến cái pháp học, không đoái hoài gì đến pháp hành, và người ta chỉ có được cái chỗ ở tốt, có được cái thức ăn tốt, và vì vậy cho nên là người ta không tu sửa cái tâm tính, và người ta sẽ trở thành những cái người làm hỗn loạn giáo pháp, làm hỗn loạn tăng đoàn. Thì thời xưa cũng có, thời Đức Phật cũng có những cái người có tư tưởng như vậy, thì thời sau này cũng thế, cũng có những cái người có những cái tư tưởng như vậy. Ví dụ như là có những cái người, người ta thấy là có những cái vị sư tu tập có được những cái thức ăn ngon, có được cái quần áo đẹp, có nhiều vật chất, có nhiều tài sản, có nhiều những cái mà cái người đời cũng khó mà có được. Vì vậy cho nên là người ta đi tu vì cái mục đích đấy, người ta nhìn vào những cái vị tỳ kheo sống đầy đủ về vật chất đó, và người ta nghĩ rằng mình đi tu rồi mình cũng sẽ đạt được cái điều đó. Rất là nhiều người đi tu với cái mục đích đó, mục tiêu đó, với cái mong cầu đó. Cho nên khi đi vào trong giáo pháp tu tập rồi, thì người đó bỏ ngoài tai cái giáo pháp, thậm chí người ta không đoái hoài đến pháp học, không đoái hoài đến pháp hành, và suốt ngày chỉ đi tìm kiếm những cái tài sản vật chất, chất chứa cho nó được nhiều, gom góp cho nó được nhiều cái tài sản vật chất đó. Thì những cái người đó là những cái người sẽ làm hư hoại giáo pháp, làm cho, và những cái vị đó sẽ trở thành những cái người phá giới, thành người những vô tàm vô quý. Và những cái người đó thì giống như là cái người đó giống như là một cái người đang tự uống thuốc độc mà không biết, tức là đến một lúc nào đó thuốc độc nó sẽ phát tác ra. Thì với cái suy nghĩ như vậy, với cái tư tưởng như vậy, với cái sự tu tập như vậy, với cái con đường như vậy, thì sẽ dẫn cái vị đó đi vào đọa xứ, đi vào địa ngục. Thì đấy là một cái sự thô thiển, một cách trắng trợn. Còn có những cái người đi tu tập với một cái nội tâm rất là cao thượng, đó là vì mục đích giải thoát, vì mục đích giác ngộ, vì chứng ngộ niết bàn mà tu tập. Nhưng mà trên cái con đường tu tập đấy, khi mình chưa đạt được cái mục đích cứu cánh, thì những cái sự ô nhiễm nó vẫn có thể khởi lên. Mà nếu như cái người đấy chỉ cần thất niệm một chút, chỉ lơ là một chút, chỉ thiếu cảnh giác một chút thôi, một cái tâm ghen tị nó có thể khởi lên, một cái tâm tham cầu cái danh vọng nó có thể khởi lên, một cái tâm hơn thua nó có thể khởi lên, một cái sự ích kỷ hẹp hòi nó có thể khởi lên, và nó cũng có thể khiến cho vị đó
trong một cái khoảnh khắc rất là ngắn đã tạo ra một cái ác nghiệp rất là lớn. Cho nên là rất là nhiều cái vị tỳ kheo bị đọa lạc, bị suy thoái. Cũng mà có thể là cái lúc đầu vị đó đi tu tập với một cái tâm rất là cao thượng, nhưng mà những cái cạm bẫy chông gai trên cái con đường tu tập không phải là không có, lúc nào nó cũng có, nó rình rập ở bên. Vậy cho nên là một cái người nào mà chưa chứng được đạo quả, chưa thấy được niết bàn, chưa đoạn trừ được những cấu uế phiền não, thì cái vị đó không được nơ nà, vị đó phải là thận trọng. Thì trong cái giáo pháp này cũng giống như con dao hai lưỡi vậy. Một cái người mà biết thận trọng thì sẽ đi đến cái niết bàn giải thoát, và một cái người nào mà chỉ cần nơ nà sơ sẩy một chút thì vị đó sẽ đọa lạc vào cái ác đạo như chơi. Thì nên là cái cuối cùng thì tôn giả Sariputta, thật lành thay, một vị tôn giả đồng phạm hạnh đã khiến cho vượt khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện. Này hiền giả, ví như một người đàn bà hay một người đàn ông đang còn tuổi trẻ, đánh ưa trang sức, sau khi gội đầu xong, sau khi dùng vòng hoa sen xanh, vòng hoa hay một vòng xanh hoa hay một vòng thiện tư hoa, dùng hai tay cầm lấy vòng hoa ấy và đặt trên đỉnh đầu. Này hiền giả, cũng vậy, những thiện nam tử vì lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không gian ngụy. Thật lành thay, một tôn giả đồng phạm hạnh đã khiến cho vượt khỏi bất thiện và an trú vào chóng thiện. Như vậy hai vị cao đức ấy cùng nhau thiện thuyết, cùng nhau tùy hỷ. Thì đấy là cái phần kết thúc của cái bài kinh. Cái bài kinh này nó rất là dài chứ không thể đọc hết được, chỉ đọc tóm tắt được qua vậy thôi. Thì nhưng mà cái ý nghĩa của cái bài kinh nói là tôn giả Sa Lợi Phất nói lên những cái uế nhiễm của cái người tu tập như vậy. Mình tu tập ở cái sơ cơ nó cũng có những cái uế nhiễm rất là rõ, rất là nguy hiểm. Ngay cả những cái người tu tập đến những cái pháp cao rồi nó cũng vẫn còn có những cái uế nhiễm. Tu đến cái pháp thiền chỉ thiền quán, trước cái đạo nộ giải thoát nó còn khởi lên những cái tùy nhiễm phiền não, những cái cấu uế của phiền não quán. Nên cho nên là nó cái cấu uế này nó rất là vi tế và nó rất là tiềm tàng và nó rất là nguy hiểm. Vì vậy một cái ngày nào chưa đoạn trừ được cấu uế đấy thì chứ đừng có ảo tưởng, đừng có ảo tưởng, đừng có nghĩ rằng mình mặc cái ikasa này là mình đã thánh thiện lắm rồi, đáng được tôn trọng cung kính cúng dường, rồi khởi lên cái tâm tự mãn, khen mình trên người, coi thường người khác là mình sẽ đọa lạc lúc nào cũng hay. Hoặc là có những người tu tập mình có được một chút pháp học, mình nghĩ rằng ta có được một chút pháp học này, nhất là thời bây giờ nặng vào bằng cấp, như ta có bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, rồi mình hài lòng tự mãn cho rằng mình hơn người khác, thì cái đấy có thể mình sẽ đọa lạc rất là lớn chứ không phải là chuyện thường. Hay là một cái người mình tu khổ hạnh một chút, mình chấp trước vào đấy. Hoặc là có những cái người tu được lâu năm, mình có cái hạ cao nạp trưởng, bắt đầu mình ngã mạn tự kiêu vào cái hạ cao nạp trưởng của mình. Hay là nhất là thời bây giờ này còn sinh ra cái chức quyền ở trong giáo hội này kia, thì cái đấy cũng là cái nguyên nhân khiến cho người ta đọa lạc nhiều hơn. Nói chung là thời xưa thì những cái cám dỗ, những cái dục vọng để đi đến đọa lạc nó rất là nhỏ, rất là vi tế, mà còn có nhiều người còn không bước qua được, còn có nhiều người đọa lạc, huống chi là thời bây giờ. Bây giờ những cái cám dỗ, những cái đọa lạc, những cái ảo tưởng, những cái dối trá nó còn nhiều hơn rất là nhiều so với cái thời xưa. Vậy cho nên là cái thời nay tu tập mà bước qua được con đường đọa lạc không phải là một cái chuyện dễ dàng, mà cái nguy cơ những cạm bẫy nó nhiều hơn, những cái sự nguy hiểm nó rình rập chờ đợi người tu nhiều hơn. Nên là cái người nào mà không thận trọng thì trên cái con đường này đáng lẽ đi đến thoát khổ đau mà không cẩn thận mình đâm đầu vào khổ đau. Vậy nên là ngày nào mình còn có những cái ô nhiễm ở trong tâm thì hãy thận trọng, đừng có tự mãn, đừng có bao giờ mình tự mãn với một chút những cái hình tướng, những cái thành quả bên ngoài, mà lúc nào cũng nhìn vào trong tâm của mình, có câu uế nhận ngay ra đó là câu uế để loạn trừ nó. Thì cái con đường tu tập là trong cái giáo pháp này là loạn trừ những câu uế ở trong tâm, chứ không phải là thành tựu những cái hình tướng ở bên ngoài. Mình hãy bỏ qua được nó, coi thường nó,
thì mới có thể thành tựu được cái nội tâm thanh tịnh, chi kiến thanh tịnh, mới đi được đến cái giải thoát tuyệt đối được. Đó là cái nội dung của cái bài kinh không uế nhiễm là vậy. Làm nhảy tu tập làm sao để mà sạch sẽ được hết những cái uế nhiễm, không còn những cái uế nhiễm đó, thì lúc đấy mới thật sự là an toàn, mới thật sự là thành tựu trong cái giáo pháp này. Đây là kết thúc cái bài kinh không uế nhiễm số 5 của kinh Trung Bộ. Sa-đu. Nếu có ai có câu hỏi gì thì sư trả lời. Dạ, con thưa sư, con xin đọc các câu hỏi được các hành giả gửi lên ạ. Câu hỏi của hành giả Sumana. Dạ, thưa sư, những cấu uế trong bài kinh là quả khổ lạc hiện tại hay là nghiệp mới trong vòng tròn 12 nhân duyên ạ? Đại ý của bài kinh không uế nhiễm có phải là mình có cấu uế, biết mình có cấu uế, đúng không ạ? Thưa sư, con xin tri ân sư ạ. Cấu uế đó chính là những cái tâm bất thiện. Những cái tâm bất thiện thì nói chung là nó có rất là nhiều những cái tâm bất thiện, nhưng mà có thể nói rằng những cái tối thượng trong những cái tâm bất thiện đó chính là cái sự vô minh, chính là cái sự ngu si, và mình không biết nội tâm có cấu uế mà không biết có cấu uế, thì đấy là cái cấu uế nguy hiểm nhất. Thì cái nội dung của cái bài kinh thì nói về những cái tâm bất thiện của mình, và mình nhận biết ra được cái tâm bất thiện đấy, rồi mình phải tìm ra được cái nguyên nhân của cái tâm bất thiện đấy, đoạn trừ được cái tâm bất thiện đấy, và phải tu tập bát chánh đạo để mà đi đến đoạn trừ những cái tâm bất thiện đó. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hiền Trương ạ. Dạ, thưa sư, con có cấu uế tự ti, hờn trách người thầy. Con phải làm sao để không còn cấu uế này nữa và thoát khỏi bị đọa địa ngục ạ? Con kính tri ân sư ạ. Nếu mà có cái cấu uế tự ti ở đây có nghĩa là mình cảm thấy mình không tự tin, thì cũng đó cũng có thể là do một cái người mà mình hay làm những cái việc lỗi lầm ấy, mình cho nên là nó cũng không tự tin. Ví dụ như là một cái người mà giới không trong sạch, hoặc là mình không tích cực làm những việc phước thiện, cho nên là cái người đấy sẽ không có tự tin. Còn cái người mà hay có cái sự trách móc với cái người thầy thì có thể là cái vị đó sống với một cái vị thầy có nhiều cấu uế, có thể là vị thầy đó có rất là nhiều những cái lỗi lầm, cho nên là vị đó hay sân hận với nhau, hoặc là có những cái sự tư tưởng nó bất đồng. Ví dụ là giữa hai thầy trò nó có nhiều cái tư tưởng bất đồng, có thể là cả hai người đấy cũng xấu, có thể cả hai người đó không xấu lắm nhưng mà cái tâm tánh nó không hợp nhau. Hoặc là có thể nó cũng còn do cái oan trái của đời này, hoặc là nhiều đời nhiều kiếp về trước, nhưng mà nói chung là mình thân cận với một cái người nào, dù là người thầy hay người bạn, nhưng mà mình cảm thấy những cái giới hạnh nó không tăng trưởng mà nó kém đi, những cái tâm của mình nó càng ngày nó càng xấu đi, bất thiện lên, thì có thể là mà mình cần phải tránh xa những cái người đó, và mình phải thân cận những người nào mà mình cảm thấy mỗi ngày mà cái tâm thiện của mình nó tăng lên, trí tuệ của mình nó tăng lên, thì nó mới phù hợp. Vì vậy nên là cái vị đó cần phải thận trọng. Thế thôi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Vũ Anh Minh ạ. Con chào sư, con đã tham gia khóa thiền ở chùa trong 7 ngày ạ. Đây là một trải nghiệm thật thú vị, và sau khi ra về, con vẫn cố gắng duy trì một ngày thiền tập 40 phút ạ. Mấy ngày gần đây, con ngồi thiền thì hàm răng con cứ cắn chặt vào nhau một cách vô ý thức ạ. Vô thức ạ, cho sư cho con hỏi đây là tự nhiên hay khắc phục như thế nào ạ? Đấy là do chăm chú quá, chú tâm... chú tâm mạnh quá nên nó mới sinh ra như vậy nhá. Thì cái cách khắc phục đó là để cái tâm nó nhẹ hơn, để cái hơi thở vào ra tự nhiên hơn, và đôi khi phải hơi
nơ nà cái tâm đi một chút chứ đừng có quá chăm chú, ví dụ như nhìn nhìn và hơi thở một cách chăm chăm, dùng cái tâm mình chú tâm một cách chăm chú quá, chú tâm mạnh quá nên nó mới sinh ra như vậy. Nên chỉ cần để nó lỏng ra một tí, để nhẹ ra một tí là nó sẽ hết cái đấy, tự nhiên ra một tí, thoải mái hơn một chút là nó sẽ hết hiện tượng đó. Để tâm nhỏ vào một điểm ở ngay trước mặt, trước cửa mũi để biết hơi thở thôi thì nó sẽ hết cái hiện tượng đấy đi. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Như Trang ạ. Con thưa sư, cách tốt nhất để đối diện với quả bất thiện là gì ạ? Con thấy trong kinh khi bị người ta chửi mắng, Đức Phật dạy Ngài Ananda chỉ cần kham nhẫn đủ 7 ngày, không tránh né nó sẽ hết. Nhưng con đã kham nhẫn hàng tháng nay, tập trung hành thiền nhưng những tiếng chửi mắng vẫn cứ vang lên trong đầu, đặc biệt nhiều lên khi con tưởng nhớ đến các bậc đại ân đức, các vị thầy tổ. Con rất ngại phạm tội bất kính nên cũng không dám niệm Phật trong lúc này, nhưng con cũng không biết cách nào để vượt qua. Xin sư chỉ dạy cho con kính đảnh lễ sư. Cái bất thiện đấy là cái quả của cái nghiệp bất thiện nó cho quả. Thì đối với cái Đức Phật cơ, thì Đức Phật mới có cái ba la mật, đó là dù có ai vu oan phỉ báng hay là một cái ác ý của ai đó mang đến, thì đối với cái ba la mật của Đức Phật thì mới hóa, nó tự động nó sẽ hóa giải trong 7 ngày. Là dù có ai phỉ báng vu oan đến Đức Phật thì trong thời gian 7 ngày sau thì nó sẽ tự được giải tỏa những cái oan kiên đó. Nhưng mà đối với những người khác thì không có chuyện đó ha. Nhất là đối với những người phàm phu thời bây giờ, nếu như mà cái nguyên nhân đó đến là do những cái quả của nghiệp ở kiếp trước, thì có những cái quả, có những cái nghiệp mình phải trả quả một ngày, 7 ngày, có thể là 1 tháng, 7 tháng, có thể là 1 năm, 7 năm, có thể nó lâu dài và nó không có cái giới hạn nào cả đối với những cái quả của nghiệp đấy. Thì đôi khi mình thọ những cái quả khổ ở nơi thân, có thể là mình ốm đau, bệnh tật ở nơi thân, có thể là trải qua một thời gian ngắn hoặc dài, tùy theo cái nghiệp đấy khi nào nó hết. Còn có những cái khi mình phải chịu cái quả báo là cái sự sầu bi ưu não ở nơi tâm, thì mình cũng có thể phải chịu cái sự nỗi khổ tâm đấy trong một thời gian dài, cho đến chừng nào cái nghiệp đó nó tiêu tan. Và cái nghiệp đó nó không tiêu tan trong thời gian cố định như Đức Phật được. Thì cái cách mà mình hóa giải nó chỉ là bằng cái cách cố gắng là tu tập. Như là có những cái chuyện đấy thì thứ nhất là bằng cái cách tác ý, đoạn trừ những cái phiền não đó bằng chính cái trí tuệ. Ví dụ như là mình quán cái người mắng và cái người bị mắng cũng chỉ là danh sắc, hoặc là những cái người nói nó chỉ là những cái âm thanh, nó sinh diệt, nó vô thường, là khổ, là vô ngã. Mình có thể hóa giải những cái nỗi khổ đấy bằng cái cách đó là nhẫn, bằng cái cách là phải tránh đi, tránh những cái người mà người ta mắng mình đi, bằng cái sự phòng hộ các căn, hay là bằng cái sự tu tập về thiền chỉ thiền quán, như là hành thiền tâm từ bi hỷ xả, nên cũng có rất là nhiều cái cách tu tập đấy. Thì là nó còn tùy theo cái năng lực trình độ tu tập, cái tâm của mình nó mạnh thì nó sẽ át được những cái phiền não đó đi. Nhưng mà có thể là do cái nội tâm tu tập của mình nó còn quá yếu, mà cái phiền não, cái nghiệp nó thì lại quá mạnh. Nó giống như cái sức đề kháng của mình nó quá yếu, mà cái con virus nó quá mạnh, nên là mình chưa đấn được nó. Thì mình cần phải kham nhẫn mà chịu đựng cái nỗi khổ đau đó, cùng kết hợp với lại những cái tu tập bằng cái khả năng nào mình có thể, rồi nó sẽ bình phục dần dần. Những cái nỗi phiền não đấy thì nó sẽ khỏi dần dần thôi, chứ không thể nào mà qua ngay lập tức được. Thì cái bệnh của mình nó nặng quá, cái nghiệp của mình nó nặng quá, thì nó sẽ không qua dần dần thôi. Và thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Quang ạ. Thưa sư, tôn giả Mục Kiền Liên nhờ thần lực của 10 phương tăng để cứu mẹ mình là có thật trong kinh mà Đức Phật Gotama thuyết giảng không ạ? Nếu có thật thì bài chú nguyện đó là gì ạ? Nếu không có thì con xin sư cho con hỏi cách báo hiếu cha mẹ tốt nhất theo lời Phật dạy ạ. Nhưng mà không có nhá. Ở đấy ở trong kinh Nguyên Thủy thì không có cái chuyện là một cái niên đi xuống dưới âm
cái địa ngục cứu mẹ đấy là bên Trung Quốc, sau này người ta viết thêm cái kinh đấy cũng là để khuyến khích cho mọi người ta sống hiếu thuận, cái kinh đấy để cho mọi người người ta sợ đọa địa ngục thôi. Thế còn chính ngày Mục Kiền Liên đi đến cái giờ phút cận tử ngài chết vì cái tội bất hiếu chứ không phải là ngài chết với cái tâm hiếu hạnh đâu. Ngài là có trong quá khứ đã từng giết cha mẹ và sau đó ngài đã bị đọa trong địa ngục hàng trăm ngàn năm, và cũng hàng trăm ngàn năm ngài bị đánh chết như vậy. Đó là cái quả của cái nghiệp mà trong một cái kiếp quá khứ ngài đã từng nghe cái lời xui khiến của người vợ mà giết hại cả cha lẫn mẹ. Cho nên đến cái kiếp cuối cùng là thành bậc A-la-hán, ngài cũng bị cái quả của cái nghiệp bất hiếu đấy. Quả của cái nghiệp bất hiếu ở trong quá khứ nó trổ, cho nên là ngài còn bị ngoại đạo đánh nó tan xương nát thịt, chết vì cái tội bất hiếu với cha mẹ. Cho nên là phong ngài Mục Kiền Liên là đại hiếu, là một cái sự nầm nẫn lớn. Phong ngài Xá Lợi Phất là đại hiếu thì tốt hơn. Xá Lợi Phất là cứu độ được cha mẹ, đến trước khi nhập Niết Bàn về ngài cứu độ được thân mẫu chứng quả sơ quả. Ngài còn cứu độ được cả một cái người mẹ cách năm kiếp là ngã quỷ, nhờ chư tăng, nhờ cái sự cúng dường các cái tịnh thất đến mười phương tăng. Cho nên là ngài Xá Lợi Phất mới là đại hiếu. Là cái pháp mà sau này có nhiều cái đi sai lạc giáo pháp, nên cái cách báo hiếu cha mẹ tốt nhất đó là về thuyết phục cha mẹ thực hành pháp, mà học pháp hành giới định tuệ, và khi nào mà cha mẹ giải thoát thì vì đó đã báo hiếu tròn trọn vẹn, giống như Đức Phật báo hiếu cha mẹ về thuyết pháp cho thân phụ chứng đắc A La Hán ngay khi vua Tịnh Phạn ấy, chứng A La Hán rồi mình nhập Niết Bàn đây. Còn thân mẫu mà già nên đến trời, Đức Phật cũng nên đến trời để thuyết pháp. Đấy thì thứ nhất là mình phải tu giải thoát trước, cái sau đó về độ cha mẹ, đấy là cái cách báo hiếu tốt nhất. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Kính bạch sư, con xin sư giảng cho con ý nghĩa của các ví dụ mà Đức Phật lấy trong bốn món thức ăn là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực ạ. Đoàn thực là tức là cái đấy là đây là một cái pháp tu tập nhá. Cái pháp tu tập ví như là vị đó quán về đoàn thực, là vị đó quán về các cái sắc pháp. Ví dụ như là vị đó đưa tâm vào trong dạ dày để mình quán thức ăn này. Thức ăn này nó ở bên ngoài, nó vào nó gặp những cái lửa tiêu hóa ở trong, nó biến thành những cái hạt sắc này, nó nuôi dưỡng những cái sắc do nghiệp sinh, do tâm, do thời tiết sinh. Đó là những cái sắc vật thực, cái đấy là đoàn thực. Người quán cái pháp đấy đi đến cái sự giác ngộ về cái sắc thân này, nó là cái vật chất. Còn thức thực thì là cái vị đó phải phân tích ra được những cái thức nhãn, thức nhĩ, tị, thiệt, thân, thức, ý thức. Thì khi quán như vậy, vị đó mới thấy được cái sự thức là vô thường, khổ, vô ngã đấy. Rồi là xúc thực, nó là sáu căn nó tiếp xúc với sáu trần, đó là cái tâm xúc, cái tâm sở xúc, xúc do nhãn xúc, nhĩ xúc, tị thực, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Ví dụ như là mắt mình tiếp xúc với cảnh trần ngoài, tai tiếp xúc với âm thanh. Còn tư niệm thực có là khi mình tạo nghiệp, khi mà ví dụ như là mình dâng cúng dường một cái vật gì đó, mình phải khởi lên cái ý định cúng dường, thì cái ý định đấy là và hay là cái cố ý đó, cái tâm cố ý quyết định làm cái việc gì đó là tư là cái sự mình tạo tác cái nghiệp, thì tư đấy nó cái nghiệp nó duy trì mình mới tồn tại được. Đoàn thực, thức thực, xúc thực, tư niệm thực, bốn cái đấy gọi là thực bởi vì nó duy trì cái sự sống của một chúng sinh. Một chúng sinh chỉ có đoàn thực thôi không sống được. Chỉ có thức thực cũng không được. Mình phải có cả đoàn thực, thức thực, xúc thực và tư niệm thực thì mới sống được. Chứ còn nếu như dù mình có người ta đâu có thiếu ăn, nhưng mà đến khi người ta hết nghiệp người ta vẫn phải chết. Đấy là cái tư thực nó hết. Hoặc là có những người nghiệp còn nhưng mà thức không còn. Thần thức của mình bị tan biến thì cũng chết. Đấy là những cái đấy nó duy trì mạng sống, cho nên là gọi là thực. Đấy gọi là đoàn thực, thức thực, xúc thực, tư niệm thực. Bốn vật thực. Dạ thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tịnh Minh ạ.
Dạ, con thưa sư, có một số người ỷ thế bản thân đã có nhiều kinh nghiệm trong tu tập, đã lâu năm trong giáo pháp nên coi thường người khác. Khi đến một môi trường tu tập thì coi thường mọi người khác. Khi được mọi người nhắc nhở các quy định tu tập sinh hoạt thì không chịu nghe, tự mình sống và tu tập một kiểu. Với một hành giả có thái độ như vậy thì nó sẽ gây sự chướng ngại đến sự tu tập của vị đó đến người khác như thế nào ạ? Vận hành của nghiệp sẽ ra sao ạ? Thì với cái người như vậy thì rất là tức là rất là khó dạy, khó dạy. Còn cái mức độ ô nhiễm phiền não hay là cái nghiệp mà vị đó tạo với mọi người như thế nào, nó còn tùy duyên của mỗi người, chứ không ai giống ai, không thể nói một cách cặn kẽ chi tiết rõ ràng với một cái với tất cả mỗi một hạng người khác nhau. Có những người sống mà không chịu nghe lời dạy bảo của ai, ví dụ như thời Đức Phật cũng có cái tôn giả Channa đấy, Sanak, cái người mà đánh ngựa đưa Đức Phật đi xuất gia đấy, vị đấy rất là kiêu ngạo, vì vị đấy nói là Đức Phật là Phật của ta đưa Đức Phật đi tu cho nên là thời giờ mới có Phật. Còn là Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên cũng là bông hoa nở muộn, vì không có ta làm gì có Phật. Phật của ta, pháp này là pháp của ta, nó là của chúng ta, cho nên là vị đó không bao giờ nghe lời ai dạy bảo. Và cái cách mà Đức Phật dạy cái vị đó bằng cái cách là khi Đức Phật nhập niết bàn, Đức Phật dạy các tỳ kheo là hãy thực hành cái pháp tịnh đàn ấy. Đó là tất cả mọi người đánh xa vì đó, không ai chơi, không ai nói chuyện, không ai tiếp xúc với cái vị đó nữa. Rồi cái vị đó không còn ai để mà thể hiện cái tôi, cái ta nữa. Rồi cái vị đó tự cô độc một mình, rồi vị đó tự hổ thẹn. Thì Channa hay là Sanak đã được Đức Phật dạy cho cái cách đấy. Và Chư Tăng đã thực hành cái cách đấy, không ai chơi, không ai tiếp xúc, không ai nói chuyện với cái vị đó nữa. Rồi cái vị đó sống cô đơn không chịu được, rồi bắt đầu lúc đấy mới chịu thực hành pháp. Và về sau cũng chứng quả A-la-hán. Còn khi mà Đức Phật còn tại thế thì vị đó rất là ngã mạn, vì mình là cái người đánh xe đưa Đức Phật đi tu. Thế nên là thừa bây giờ cũng thế, ai mà có cái tư tưởng như thế thì mình cứ mặc kệ, không có ai nói cho vị đó, không dạy vị đó một cái pháp gì nữa, không ai thân cận, không ai gần gũi, không ai chơi vị đó nữa, để vị đó sống một mình thôi. Một mình chán rồi là vị đó sẽ cô đơn một mình, rồi vị đó sẽ đi tìm một cái môi trường nào phù hợp vị đó sống thôi. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Dạ, con kính bạch sư. Câu hỏi này nữa để nghỉ nha. Còn sẽ trả lời vào buổi sau nha. Dạ. Dạ, con kính bạch sư, một người mà cho những điều thiện là thiện, những điều bất thiện, những điều thiện lại là bất thiện, thì là người đang khởi lên tâm gì ạ? Và nó sẽ cho quả báo như thế nào trong tương lai ạ? Người mà nói thiện là bất thiện hay bất thiện là thiện, thì cái pháp này đó là cái tâm đấy là đại tà kiến, và nếu như không bỏ được cái tư tưởng đấy, không bỏ được cái ý nghĩ đấy, những cái lời nói hành động như vậy, thì chắc chắn là vị đấy sẽ đi đến cái đọa lạc, ví dụ như là vị đó sẽ đọa lạc rất là lâu, giống như là con rùa mù mà thả xuống biển 100 năm mới trồi lên một lần, mà có trồi vào đúng cái hốc của cái khúc gỗ hay không ấy, thả con rùa mù với cái khúc gỗ trong cái sông ấy, 100 năm mới trồi lên một lần, mà vị đó có trồi đúng được vào cái khúc gỗ hay không ấy. Thì cái người này mà có trở lại làm người được thì nó cũng sẽ khó như con rùa mù ấy, có thò cổ được vào cái miếng gỗ hay không ấy. Đấy là nếu không từ bỏ những cái tâm đấy thì cái vị đó cũng là con rùa mù, và vị đó sẽ ở trong cái biển sinh tử mãi mãi, và cứ chìm đắm ở trong cái đọa xứ lâu dài. Sau này cái con đường của vị đấy sẽ là côn trùng sâu bọ, không còn cái ngày trở lại làm người sẽ là vô cùng xa vời.